Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 138. Tay Diệp Huyên khẽ run, vô cùng xin lỗi. Cô gái nhìn hắn, hôm nay là ngày cưới giữa ta và hắn. Diệp Huyên cúi đầu, vô cùng xin lỗi. Cô gái chậm rãi khép mắt lại, đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ta vô cùng xin lỗi. Diệp Huyên khom người thật sâu với nàng rồi rời đi. Cô gái trong phòng nhìn sợi dây chuyền một hồi, như nhớ lại gì đó mà bật cười, quân chi ngã, ngã chi quân. Thanh lang, đi thong thả. Bên ngoài, đồng tử Diệp Huyên bỗng co rụt lại, xoay người đẩy cửa vọt vào phòng. Nhưng đôi mắt cô gái kia đã nhắm, sinh cơ rời bỏ cơ thể, chỉ còn sợi dây chuyền trong tay khẽ đong đưa theo ngọn gió. Hồn thể vật quy diện hồng trang, si nữ hỉ đường đãi tình lang, trầm khả uyên ương bất phối đối, thiên địa truy trục thể thành song. Người đi hồn về diện hồng trang. Hỉ đường nàng đợi gả tình lang. Uyên ương sao chẳng thành đôi được. Cùng trời cuối đất, chẳng ly tan. Diệp Huyên tựa như người mất hồn mà nhìn cô gái lẳng lặng ngồi đó trong bộ hồng trang như lửa, một hồi sau bèn khuỵu xuống trước cửa phòng, đưa tay lên ôm đầu, nghẹn ngào nói. Ta xin lỗi. Nội tâm hắn giờ đây không có gì ngoài nỗi hối hận vô biên. Diệp Huyên không quen biết những người bất tử đế quân ấy. Họ có thể là con, là chồng, là cha của người khác, vậy mà đều sẵn sàng bỏ mạng chỉ để bảo vệ hắn. Hắn có tài đức gì để được nhiều người hy sinh thân mình cho như vậy? Nghĩ vậy, con tim hắn như chịu phải những nhát dao dày xéo. Cùng lúc ấy, Đông Lý Tịnh xuất hiện, thấy cảm xúc đau khổ tột cùng của Diệp Huyên thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Bà đã nắm trong tay toàn bộ tư liệu lẫn những gì hắn đã trải qua, từ đó kết luận thiếu niên này là người rất trọng tình cảm, nhân phẩm không có gì để chê. Nhưng lo vì hắn quá trọng tình. Một gia chủ gia tộc xử trí theo cảm tính vì quá đặt tình cảm lên đầu không phải chuyện tốt, bởi vì bất kỳ sự vụ gì của gia tộc đều phải lấy đại cục làm trọng, bằng không thì những tình cảm cá nhân ấy sẽ phải trả giá bằng vô số mạng người. Điều may mắn là Diệp Huyên hành sự vừa quả quyết vừa tàn nhẫn, đặc biệt khi đối mặt kẻ địch thì chưa từng nương tay, rất tốt. Làm gia chủ, bắt buộc phải có thủ đoạn cứng rắn. Đông Lý Tịnh thu hồi suy nghĩ. Nhìn sang bên, Tiêu tộc trưởng. Một ông lão xuất hiện trước cửa phòng, vội vàng thi lễ đầy cung kính. Khi nhìn thấy cô gái trẻ, đầu ông rũ xuống, thân thể khẽ run lên. Đông Lý Tịnh nhìn cô gái, Lý Thanh tuy chưa thành hôn cùng Tiêu cô nương, nhưng... Ông lão lập tức nói, Lý Thanh chính là con rể Tiêu gia ta, thuộc hạ sẽ hợp táng cả hai cùng một nơi. Bọn chúng kiếp này vô duyên, mong kiếp sau có thể gặp lại. Giọng ông nghẹn ngào theo những lời cuối. Đông Lý Tịnh khẽ gật đầu, Nam Sơn ở ngoài thành có một linh mạch siêu cấp, thích hợp để tu luyện, Tiêu tộc hãy dọn đến nơi ấy đi. Ngoài ra, các người mỗi 10 năm có thể phái ra 2 người đến bất tử giới, cùng tu luyện với thiên tài bất tử đế tộc chúng ta. Những gì thiên tài bất tử đế tộc có, bọn họ cũng sẽ có. Chỉ cần ta còn, bất tử đế tộc còn, Tiêu tộc cũng sẽ còn. Ông lão lập tức quỳ mọp xuống đất. Run rẩy nói, đa tạ tộc trưởng. Vận mệnh của Tiêu tộc đã được thay đổi rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc này được đổi bằng mạng con gái mình, ông ta nắm lấy bàn tay cô gái, lệ tuôn đầy mặt. Nhà đầu, sao con lại tàn nhẫn như vậy, con có thể chết vì hắn, nhưng con có bao giờ nghĩ đến cha không? Sao lại nhẫn tâm vậy hả con ơi? Đi thôi. Đông Lý Tịnh thì thầm rồi kéo Diệp Huyên rời đi. Để lại tộc trưởng Tiêu tộc òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi Đông Lý Tịnh dẫn Diệp Huyên bước ra ngoài đường phố, rất nhiều người dân trong thành đều hành lễ, hiển nhiên đều nhận ra họ là ai. Thấy hai mắt Diệp Huyên vẫn trống rỗng vô hồn, Đông Lý Tịnh hỏi. Ngươi có biết bất tử đế tộc ta trưởng quản bao nhiêu thế giới không? Hắn lắc đầu. Vũ trụ thất duy, bát duy, cửu duy, thập giới và vô vàn tiểu thế giới khác. Bất tử đế tộc nói, ánh mắt nhìn về chân trời xa xăm, nhất cử nhất động của chúng ta quyết định sự tồn vong của vô số người. Diệp Huyên dừng bước, nhìn sang bà, ta không muốn có người phải chết vì ta. Đông Lý Tịnh chỉ bình tĩnh đáp, hắn không chết vì ngươi, mà chết vì vinh quang gia tộc. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn gia nhập bất tử đế quân không? Rất, rất nhiều.
Ước mơ cả đời của họ chính là trở thành một phần của bất tử đế tộc, bao gồm cả Lý Thanh kia. Hắn nhập ngũ năm 12 tuổi, chỉ nung nấu một khát vọng duy nhất là được bước vào bất tử đế quân. Bà thoáng nhìn bốn phía, để được như ngày hôm nay, bất tử đế tộc đã phải đánh đổi bằng máu tươi của vô số tiền bối và cường giả. Mỗi một tộc nhân đều sẽ vì vinh quang gia tộc mà nỗ lực phấn đấu, thậm chí là chết, bao gồm cả ta. Ta biết ngươi thuở nhỏ ở tại Thanh Thành, không được gia tộc tin tưởng hay bảo vệ, từ đó cũng không có cảm giác cùng chung vinh quang với gia tộc, nên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ngươi phải biết rằng ngươi nay thân là thiếu chủ bất tử đế tộc, sẽ có vô số người theo ngươi, chiến đấu vì gia tộc này. Họ tin tưởng ngươi, đi theo ngươi, thậm chí chết vì ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi sẽ quyết định sống chết của vô số người. Diệp Huyên không nói gì. Cảnh tượng rất nhiều người sẵn sàng liều mạng vì mình như vậy đã khiến hắn rúng động tận tâm can. Hắn là thiếu chủ bất tử đế tộc, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một gia tộc đoàn kết đến thế. Bọn họ thật sự sẵn sàng hy sinh vì gia tộc. Đông Lý Tịnh lại nói, có hai nguyên nhân để chúng ta tìm kiếm ngươi, đồng thời liều mạng cả tộc vì ngươi. Thứ nhất, ngươi có cơ hội đột phá khỏi ràng buộc của huyết mạch bất tử, thay đổi toàn bộ bất tử đế tộc. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là dòng máu chảy trong người ngươi giống với chúng ta, đều là huyết mạch bất tử. Gia tộc lấy lợi ích làm trọng, sở dĩ chúng ta để mắt đến ngươi là vì ngươi có cơ hội thay đổi huyết mạch này. Một gia tộc mức khổng lồ, hai chữ tình cảm cũng trở nên xa xỉ. Diệp Huyên, bà cũng thẳng thắn đấy chứ. Đông Lý Tịnh cười, ngươi là người thông minh, dùng mưu ma trước quỷ với ngươi thì có ích lợi gì không? Diệp Huyên im lặng. Sau đó nói, năm ấy, việc người đàn ông áo xanh đã làm với bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh khẽ nói, ta không hận y, còn nhớ ta đã nói trước đó không? Khi trở thành gia chủ, từng lời ăn tiếng nói của ngươi sẽ định đoạt sinh mạng của rất nhiều người. Một lần nọ, tộc trưởng bất tử đế tộc khi ấy cũng chính là phụ thân ta vì lòng tham mà suýt nữa đã làm ra một quyết định có thể hủy diệt cả tộc. Ông ấy muốn dung hợp máu của ngươi hòng đột phá ràng buộc của huyết mạch bất tử, nhị muội và tam muội vì vậy mà bất hòa với phụ thân. Người áo xanh kia sau khi biết tin thì lập tức tàn sát một đường từ Lục Duy đến bất tử đế tộc. Trận chiến ấy. Bà nhìn Diệp Huyên, người có muốn xem không? Diệp Huyên, có thể xem lại được sao? Được, ta đã dùng bí pháp để lưu giữ trận chiến ấy lại. Đông Lý Tịnh nói, ngươi cũng nên tìm hiểu về mối ân oán giữa y và bất tử đế tộc, bởi ngươi là người duy nhất có thể hóa giải nó. Diệp Huyên hỏi, bà có hận y không? Đông Lý Tịnh, với tư cách là tộc trưởng bất tử đế tộc, ta hận, vì rất nhiều tộc nhân của ta đã bỏ mạng dưới tay y. Nhưng ta không có tư cách, cũng không dám hận, với thân phận gì cả của ngươi, ta không hận, thậm chí còn hiểu cho y. Diệp Huyên, làm tộc trưởng chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Đông Lý Tịnh chỉ cười, rất mệt. Thật ra vị trí này vốn do mẫu thân ngươi đảm nhận, vì nàng có thiên phú cao hơn. Nhưng vì sự kiện năm ấy, mẫu thân ngươi không chỉ bất hòa với phụ thân mà còn hận cả gia tộc. Ta chỉ không ngờ rằng nàng lại chủ động liên hệ với gia tộc vì ngươi. Thấy hắn im lặng, bà lại nói, ta có biết chút chuyện giữa mẹ con ngươi. Đừng hận, sở dĩ nàng không ngừng nhằm vào ngươi như vậy là vì nàng cho rằng con của mình vì ngươi mà chết, những gì nàng làm ra. Đều chỉ là để đòi lại công bằng cho con mình thôi. Diệp Huyên vẫn im lìm, Đông Lý Tịnh cười, không nói những chuyện này nữa, chúng ta xem trận chiến năm ấy đi. Bà đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, hai người lập tức biến mất. Cấm Sơn là cấm địa của bất tử đế tộc, người thường không có tư cách tiến vào. Đông Lý Tịnh đưa Diệp Huyên đi đến một vách núi nọ, vươn tay thả một luồng sức mạnh bí ẩn ra. Nó lượn lờ bay lên. Dung nhập vào vách núi khiến núi chấn động. Chỉ trong chốc lát, một màn sáng khổng lồ hiện ra trên vách núi, bên trong là hình ảnh một người đàn ông mặc áo xanh. Bỗng nhiên tiểu tháp bay ra từ trong người Diệp Huyên, nhảy nhót tưng bừng, chủ nhân kìa, là chủ nhân đó. Hắn mỉm cười nhìn vào màn sáng, chỉ thấy người đàn ông trong đó đang xé rách không gian ở vũ trụ Lục Duy. Sắc mặt y lạnh như hầm băng, hai mắt đỏ ngầu. Toàn thân tản ra lệ khí và sát ý vô cùng khủng bố, khiến Diệp Huyên dù cách một màn sáng cũng thấy tim đập nhanh hơn. Hắn chưa từng thấy sát ý và lệ khí nào đáng sợ đến như vậy. Trong màn sáng, người đàn ông dừng bước, trước mặt y, một ông lão phẫn nộ quát lên, càn rỡ. Dám xông vào vũ trụ thất suy. Xoẹt,
Một tia kiếm quang bỗng lia ngang cổ họng, khiến thủ cấp ông ta bay thẳng ra ngoài. Người đàn ông vừa đặt chân vào thất suy thì vô số cường giả nơi này đã hộc tốc chạy tới, y chỉ vung kiếm lên. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, mấy trăm nghìn cái đầu đồng loạt bay lên rồi chỉnh tề rơi xuống, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ chân trời. Người đàn ông áo xanh bước đến trước vách ngăn vũ trụ bát suy, không nói không rằng, lại vung kiếm lên. Uỳnh! Vách ngăn vũ trụ hóa thành hư vô như một tờ giấy mỏng. Y bước vào bát suy, lại là một kiếm nữa được tung ra. Trong chu vi mấy chục triệu dặm, đầu lìa thân bay ra khắp nơi, máu phun thành sông suối, khiến chân trời biến thành một tấm vải đỏ thẫm. Số người bỏ mạng dưới một kiếm vừa rồi ít nhất là mấy trăm nghìn, tất cả đều là siêu cường giả bất tử đế tộc. Người đàn ông áo xanh nhấc chân, thoáng cái đã đi đến trước vách ngăn cửu duy, tiếp tục vung kiếm. Vách ngăn vũ trụ như một tờ giấy mỏng hóa thành hư vô. Khi y đặt chân vào cửu duy, lập tức có một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện. Bởi vì lệ khí và sát ý của y đang ăn mòn căn nguyên nơi này, thiên đạo của cửu duy đã xuất hiện. Ngay cả bất tử đế tộc cũng không dám tùy tiện động đến căn nguyên vũ trụ, vậy mà lại có người dám, thử hỏi thiên đạo làm sao có thể nhịn được. Nhưng khi luồng uy áp khổng lồ ấy ầm ầm chút xuống, người đàn ông chỉ ngẩng đầu nói. Cút! Một cái bóng mờ lặng lẽ ngưng tụ trong không trung, nhưng chỉ một khắc sau đã hoàn toàn biến mất. Uy áp nơi chân trời rút nhanh như thủy triều xuống, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Thiên đạo đích thân xác nhận người này không trêu vào nổi, vì vậy đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thế là người đàn ông lại cất bước đi thẳng đến bất tử giới. Y vừa tới thì thấy một ông lão xuất hiện với đôi tay ôm thành quyền, Dương. Chỉ kịp thốt ra một chữ duy nhất, đầu ông ta đã lìa khỏi xác, trực tiếp thần hồn câu diệt. Người đàn ông tiếp tục xách kiếm đi tới, hai mắt long lên sòng sọc, mặt mũi cũng trở nên dữ tợn, đến nhi tử của ta mà các ngươi cũng dám đụng vào. Ai cho bất tử đế tộc các ngươi cái gan cho đó? Láo xược, dám làm càn ở bất tử giới ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng thét phẫn nộ vọng lại từ xa, sau đó là một ông lão khác xuất hiện trước mặt người đàn ông. Nào ngờ giây phút ông ta hiện thân cũng là khoảnh khắc bị kiếm đâm xuyên trán. Hai mắt ông ta trợn trừng đầy khó tin khi nhận ra, bản thân mình vậy mà không thể đánh trả dù chỉ một chút. Một kiếm này giết người trong nháy mắt, huyết mạch bất tử có kinh khủng đến đâu cũng vô dụng. Các cường giả bất tử đế tộc có mặt đều kinh hãi không thôi, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất. Người này là ai? Đúng lúc này, tộc trưởng bất tử đế tộc Đông Lý Ngạo, một ông lão với mái đầu trắng toát xuất hiện. Nhưng người đàn ông áo xanh đã vọt đến trước khi ông ta kịp mở miệng, làm Đông Lý Ngạo biến sắc, vội vàng tung nắm đấm ra. Quyền ấn mang theo ngọn lửa hừng hực xuất hiện. Huyết mạch bất tử. Người đàn ông chỉ vung kiếm đâm thủng quyền ấn, để mũi kiếm dừng lại trước trán Đông Lý Ngạo. Bốn bề lặng phắc, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tộc trưởng bất tử đế tộc hùng mạnh cứ thế mà thua trận sao? Không thể đánh trả dù chỉ một chút. Ngoài khó tin ra, trong lòng những người khác còn tràn ngập sợ hãi. Bỗng có tiếng phụ nữ hô lên, Dương Diệp. Không ai khác chính là người phụ nữ thần bí, mẫu thân của Diệp Huyên. Bà nhìn người đàn ông áo xanh, run rẩy nói, đó là phụ thân ta. Nào ngờ y lại thét lên, đàn ông giết người, đàn bà câm miệng. Kiếm chém xuống. Thân thể Đông Lý Ngạo từ một trẻ thành hai, máu me và nội tạng ào ào rơi đầy đất. Toàn bộ bất tử giới im lặng như một nấm mồ. Khi vị tộc trưởng mà ai nấy đều xem như không có đối thủ bị người đàn ông áo xanh giết trong chớp mắt, không kịp trăng chối lấy một câu. Quả là tộc trưởng phải chịu cái chết đáng thương nhất từ trước đến nay. Bên kia, người phụ nữ thần bí đầu óc trống rỗng. Bà hận phụ thân mình, nhưng chưa đến nỗi muốn ông ta phải chết. Vậy mà người đàn ông này không hề bỏ qua. Đã vậy. Y còn cầm kiếm nhìn về phía mấy chục trưởng lão bất tử đế tộc đứng phía bên phải. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, vậy mà cũng bị một kiếm của y tước đi thủ cấp trong chớp mắt, không một ai có sức đánh trả. Những cường giả còn lại tuyệt vọng khi nhận ra nhân số đông đúc không có nghĩa lý gì trước mặt người này cả.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ sâu trong bất tử giới, gọi tổ tiên. Mau gọi tổ tiên. Những cường giả bất tử đế tộc còn lại cũng phẫn nộ gào lên. Tổ tiên bất tử đế tộc, người đầu tiên sở hữu huyết mạch bất tử, là hy vọng duy nhất còn lại của họ vào lúc này. Dưới sự trông mong của mọi người, một ông lão trong bộ trường bào đen tuyền xuất hiện trên bầu trời bất tử giới. Sự áp chế về huyết mạch của ông ta khiến toàn bộ cường giả không thể kiềm chế được bản thân mà quỳ xuống bái lạy. Tuy huyết mạch bất tử mà họ tu luyện đã được trời cao ưu đãi, nhưng nhược điểm chí mạng của nó là sẽ bị trấn áp từ huyết mạch tổ tiên. Nhưng khi nhìn vào người đàn ông áo xanh, ánh mắt ông lão dần đanh lại khi cảm nhận được nguy hiểm. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã vung kiếm chém tới làm đồng tử ông ta rụt lại, đấm ra một quyền. Quyền đơn giản, kiếm cũng đơn giản. Xoẹt. Dưới mọi ánh nhìn chăm chú, thanh kiếm đâm xuyên cánh tay ông lão trước khi cắm phập vào cổ họng. Lại một lần nữa giết người trong chớp mắt. Các cường giả bất tử đế tộc rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả lão tổ cũng bị hạ sát thì còn có thể làm gì nữa đây? Chẳng lẽ bất tử đế tộc sẽ chấm dứt tại đây? Bên dưới, Đông Lý Tịnh chỉ biết mờ mịt đứng nhìn. Thấy ánh mắt người đàn ông bắn tới, bà lập tức biến sắc, sau đó thẳng thắn đón lấy ánh mắt y, hai tay siết lại, không hề sợ hãi. Bất tử đế tộc không có hạng người hèn nhát. Cho dù có phải phơi thây cả tộc cũng quyết không đầu hàng. Ngay lúc y chuẩn bị ra tay, người phụ nữ thần bí bỗng đứng chắn trước mặt Đông Lý Tịnh, nhìn y với vẻ cầu khẩn, có thể bỏ qua cho họ được không? Người đàn ông tay cầm kiếm, mắt như biển máu. Bỗng nghe một giọng nói vang lên, thôi bỏ đi. Ở cách đó không xa về phía sau là một cô gái trong bộ váy dài màu xanh lục, dáng vẻ nhã nhặn điềm tĩnh. Những lời này của nàng ta khiến lệ khí và sát ý của người đàn ông dần tan đi, chỉ một hồi sau đã trở lại bình thường. Y quay lại nắm tay nàng ta, thanh thi đã nói vậy thì chấm dứt tại đây. Cô gái được y dắt đi xa, không quên nhìn lại những thi thể dưới chân, nói. Về sau bớt tạo sát nghiệp lại. Người đàn ông vội vàng gật đầu, được. Cô gái, cũng đừng hở chút lại nổi giận, các nàng đều rất sợ ngươi. Y nói với biết bao dịu dàng, được, về sau ta sẽ cố gắng không nổi giận nữa. Cô gái nhìn y, chắc chứ. Ta cam đoan, y nghiêm mặt. Cô gái khẽ gật gù, nắm lấy tay y, cùng biến mất ở chân trời. Chấm chấm chấm. Hình ảnh trên vách núi dừng lại khi hai người này rời đi. Diệp Huyên không nói một lời, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Đông Lý Tịnh khẽ cất tiếng, từ sau trận chiến ấy, bất tử đế tộc tổn thương nặng nề, cũng may chúng ta không có khắc tinh nên vẫn phát triển. Bà nhìn sang Diệp Huyên, hôm nay ngươi đã là thiếu chủ bất tử đế tộc, ân oán này về sau giao cho ngươi xử lý. Diệp Huyên cười khổ. Giao cho hắn xử lý. Xử cách nào? Hắn có đánh lại người đàn ông này đâu? Hay là gọi Thanh Nhi và đại ca đến đập cho y một trận? Ý kiến hay. Đông Lý Tịnh lại nói, người cũng đã đạt đến phàm cảnh, muốn tiến bước thì chỉ có thể tiếp tục đột phá lên trên. Diệp Huyên, ta muốn củng cố thân xác. Đông Lý Tịnh, suýt nữa ta quên mất, thân xác trước kia của ngươi quả thật rất tốt. Ngươi có yêu cầu gì không? Diệp Huyên, công pháp thì ta có rồi. Nhưng không biết bất tử đế tộc có gì tốt hơn nữa không? Diệp Huyên, đạo thể. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, tộc trưởng cũng biết nó. Đông Lý Tịnh mỉm cười, chủ nhân đạo kinh là một người rất giỏi, không những vượt qua thất suy, bát suy mà còn tiếp tục đi lên, nhưng cuối cùng bị ta ngăn cản ở cửu duy. Diệp Huyên vội hỏi, vậy là không tiến vào được sao? Đông Lý Tịnh, ta mới hắn đến cửu duy làm khách, hắn lại từ chối. Nói sỡ dĩ xông lên đến đây chẳng qua là vì tò mò mà thôi. Nghe nói hắn sau đó đã đi đến ma vực ở rất xa rồi. Diệp Huyên tò mò, ma vực. Đông Lý Tịnh gật đầu, một nơi ở cách chúng ta rất rất xa, xa hơn cả thiên vực. Cho dù ta có xé rách tinh vực, để đi đến đó cũng mất ít nhất trăm vạn năm. Nhưng để đề phòng vạn nhất, bất tử đế tộc ta đã phái người đến hai nơi này để thăm dò từ rất lâu trước kia. Ma vực này. Chỉ có thể nói là không đơn giản. Diệp Huyên, còn thiên vực. Đông Lý Tịnh, trong tinh vực thiên vực có mấy trăm đại lục, tông môn vương triều mọc như nấm,
trong đó mạnh nhất là vương triều đại hành thống lĩnh hơn trăm đại lục. Ngoài ra còn có một tông môn tên thần tông cũng thống trị cả trăm đại lục. Bà thoáng khựng lại một chút, lần này, vương triều đại hành bị cường giả thần đình vũ trụ truyền tống đến, e rằng thiên vực đã nằm trong tay bọn họ rồi. Diệp Huyên hạ giọng, chúng ta có biết nhiều về thần đình vũ trụ không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, gần như không có, chỉ biết bọn họ là một thế lực bí ẩn vô cùng. Trước kia hai bên không quen biết nhau, nhưng giờ đã tiếp xúc. E rằng họ còn bí ẩn và mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều. Diệp Huyên nhắm mắt lại, cảm thấy lo lắng cho Tiểu Ách. Nàng ta vì hắn mà chống lại pháp tắc tai ách, hiện đang bị giam ở thần ngục vô biên, ngặt nỗi hắn lại không biết nơi ấy nằm ở đâu. Hắn vội nói, xin tộc trưởng hãy giúp ta tìm vị trí của thần ngục vô biên. Ta sẽ lập tức cho người đi tìm. Đông Lý Tịnh gật đầu, trước mắt ngươi hãy tu luyện đi, ta sẽ đi xử lý vài công việc. Bắc Đẩu sẽ đi theo ngươi, có gì cần kíp thì cứ việc nói với nàng. Sau đó bà biến mất. Bắc Đẩu xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tay đặt lên chuôi đao bên hông, không nói một lời. Diệp Huyên nhìn đầy do dự một hồi mới hỏi, bất tử đế quân còn bao nhiêu người? Nàng ấy đáp với vẻ vô cảm, hai người, ta và thống lĩnh. Bắc Đẩu chỉ là phó thống lĩnh mà thôi. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi nói, ta muốn tái thiết bất tử đế quân. Bắc Đẩu nhìn hắn, trong tộc đã bắt đầu chọn người, nhưng trong thời gian ngắn thì không thể thiết lập lại. Lại qua một hồi im lặng thật lâu, Diệp Huyên mới nói, ta sẽ báo thù cho những người đã tử trận. Bắc Đẩu nhìn hắn, nếu ngươi nói một tiếng xin lỗi, ta sẽ vô cùng khinh thường, đồng thời lập tức từ chức phó thống lĩnh. Thứ ta cần không phải một lời xin lỗi, càng không phải sự áy náy của ngươi, mà là cần ngươi phục thù cho các huynh đệ đã chết. Nàng ấy chậm rãi quỳ xuống, Bắc Đẩu ta, nguyện ý dốc sức vì thiếu chủ. Hai tiếng thiếu chủ này cho thấy Bắc Đẩu đã hoàn toàn thần phục trước Diệp Huyên. Hắn nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Bắc Đẩu làm theo. Vành mắt nàng ấy đã ẩn ẩn nước, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, không cho chúng chảy ra. Hơn 100 bất tử đế quân kia đều là huynh đệ đã vô số lần đồng sinh cộng tử cùng nàng ấy, vậy mà đều tử trận khi giao chiến với người chấp pháp của thần đình vũ trụ. Nàng ấy cũng đã quyết tâm chết trận trong trận chiến sau đó với vương triều đại hành, nhưng thần ngôn sư đã truyền tống tất cả chúng đi. Vào lúc này, mục đích sống duy nhất của Bắc Đẩu chỉ còn là báo thù. Diệp Huyên bỗng hỏi, người nhà của họ đã được an bài thỏa đáng. Tốt. Hắn gật gù rồi ngồi xếp bằng xuống, gọi tiểu tháp xuất hiện trong tay. Ta muốn máu của cô bé kia. Một chiếc bình ngọc trắng hiện ra trước mặt hắn. Giọng tiểu tháp vang lên, tiểu chủ à, người tuyệt đối không thể cưỡng ép dung hợp máu của nhị nha đâu đó. Nó mạnh vô cùng, thân thể và linh hồn của người không chịu nổi đâu. Diệp Huyên cau mày, vậy ta phải làm sao? Tiểu tháp, dễ mà, ta còn máu của yêu thú khác đây. Người dùng của những con cấp thấp để tu luyện trước là được. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, được. Mười mấy bình ngọc xuất hiện, bên trong chứa đầy máu tươi có năng lượng cuồn cuộn. Diệp Huyên không khỏi khiếp sợ, tiểu tháp, người lấy số máu yêu thú này từ đâu ra đấy? Nó cười hì hì, bọn chúng tự dâng cho ta đó. Dâng, sao lại thế, Diệp Huyên cau mày. Tiểu tháp, bọn chúng được tiểu bạch nuôi trong tháp của ta mà. Không lấy lòng ta thì sao mà sống yên ổn được. Với lại ta và tiểu bạch thân với nhau lắm, lấy lòng ta được lợi nhiều lắm luôn. Diệp Huyên đang muốn nói thì chợt nghĩ đến gì đó, tiểu tháp, người nói nhóc kia nuôi một bầy yêu thú trong tháp của ngươi. Đúng. Diệp Huyên, chúng có còn ở đó không? Tiểu tháp có, nhưng mà đang ngủ hết rồi. Với chúng, ngủ chính là tu luyện á. Diệp Huyên vỗ đùi cái đét. Hưng phấn kêu lên, ngủ nghe gì nữa. Gọi chúng nó dậy quậy lên cho ta. Tiểu tháp. Diệp Huyên không khỏi trở nên phấn khởi khi biết được bên trong tiểu tháp có rất nhiều yêu thú đang trú ngụ. Chúng là do nhóc con màu trắng kia nuôi, làm sao có thể chỉ là yêu thú bình thường. Mà thứ hắn đang thiếu thốn nhất hiện nay là gì? Là người, tất nhiên thay bằng yêu thú cũng được. Nhưng thấy tiểu tháp ra vẻ chần chừ, hắn hỏi. Có vấn đề gì sao? Tiểu tháp, mấy yêu thú này cũng không hiền lành gì đâu.
Diệp Huyên nghiêm mặt, nói gì vậy, có ngươi ở đây, chẳng lẽ còn tên nào gây rối sao? Tiểu Tháp nghe vậy thì hưng phấn hẳn lên, tiểu chủ nói đúng. Ai dám không nghe lời, ông đây lập tức đuổi cổ nó đi. Diệp Huyên vội vàng phụ họa, Tiểu Tháp là vô địch. Hai chữ vô địch khiến Tiểu Tháp như mất trí đến nơi, cả người run rẩy, giống lên một tiếng. Không ngủ nữa, tất cả dậy hết cho ông. Diệp Huyên. Sau đó, có một con vật bỗng xuất hiện cách hắn không xa. Đó là một chú heo con toàn thân đen tuyền có cái bụng mập mạp gần như dán sát mặt đất. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại khi thấy nó, lại nghe Tiểu Tháp nói. Tiểu chủ, đây là Tiểu Trư. Bao nhiêu hưng phấn trước đó bị quét sạch, Diệp Huyên chỉ biết câm lặng. Con heo nhỏ kia mở mắt, phát ra tiếng ụt ịt như thể đang oán trách Tiểu Tháp đã quấy rầy giấc ngủ của nó. Tiểu Tháp bay đến, Tiểu Trư, ngươi mau thể hiện tài năng cho Tiểu Chủ xem đi. Heo ta liếc Diệp Huyên một cái rồi nằm phè ra, tiếp tục ngủ. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, Tiểu Tháp tức xì khói, dậy ngay cho ông. Cả người Tiểu Trư run run, mở mắt nói với vẻ bất mãn, người muốn gì hả Tiểu Tháp? Tòa tháp bỗng lao tới nện thẳng vào đầu chú heo nghe một tiếng huỳnh. Không gian bốn phía run lên bần bật, nhưng heo ta lại chẳng hề nhúc nhích. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Tiểu Tháp tức tối, Tiểu Trư, mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn, đây chính là Tiểu Chủ. Tiểu Trư một lần nữa nhìn sang Diệp Huyên, sau đó đồng tử nó rụt lại, hiển nhiên đã nhận ra huyết mạch của hắn. Nó chần chừ một phen rồi đi đến, khẽ khàng cọ cọ vào chân hắn, xem như đã thừa nhận thân phận của hắn. Tiểu Bạch là lão đại của nó, nhưng lão đại của Tiểu Bạch là ai? Là người đàn ông áo xanh, nên nó cũng không dám đắc tội với con của y. Diệp Huyên vươn tay vuốt ve đầu nó, thể hiện chút xem. Việc chú heo có thể chịu được cú đâm của Tiểu Tháp ban nãy chứng tỏ nó không hề đơn giản, vì vậy hắn cũng muốn nhìn xem thực lực nó đến đâu. Heo ta dụi đầu vào chân hắn một hồi rồi xoay người nhảy lên, húc thẳng về phía chân trời. Oanh! Một màu đen kịt phủ kín chân trời khiến Diệp Huyên ngớ ra. Trời mẹ ơi, đây mà là heo ư. Bản thân hắn còn chưa chắc sẽ chịu được cú húc ấy, vì vậy mới kinh ngạc không thôi. Bắt đầu bất thình lình xuất hiện cạnh bên, hết nhìn chân trời đen đặc rồi lại nhìn heo con, động tĩnh quá lớn. Quả nhiên, các cường giả bất tử đế tộc đã lục tục xuất hiện bốn phía. Diệp Huyên thấy vậy bèn nói, lui ra hết đi. Bọn họ nghe lệnh mà làm theo. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Trư vẫn mang đầy khiếp sợ, con heo này, không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Nhưng nhóc con màu trắng có thể nuôi một con heo đến trình độ này lại càng ghê gớm hơn, nếu cho nhóc ta một con rồng. Nghĩ vậy, Diệp Huyên vội quay qua hỏi, Tiểu Tháp, còn những yêu thú nào nữa? Tháp do dự một hồi rồi hỏi, người chắc chắn là muốn nhìn đấy chứ? Hắn lập tức gật đầu, đương nhiên rồi. Một vài yêu thú khác xuất hiện ngay sau đó, nhưng Diệp Huyên vừa nhìn thấy chúng thì sắc mặt đã cứng đờ, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đây mà là yêu thú á. Trước mặt hắn là một con gà trống với thân hình nở nang, có thể nói chính là chùm trong giống gà chiến. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con gà. Ngoài ra còn có một chú cún con hình thể tí hon, lông trắng như tuyết, hai tai dựng thẳng, đáng yêu vô cùng. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con chó. Cạnh chú chó là một con dê bé bé với cặp sừng trên đầu trông rất dễ thương. Nhưng tất nhiên vẫn chỉ là một con dê. Kế bên dê là một con khỉ mặc bộ quần áo lòe loẹt mà Diệp Huyên không biết tên, bởi trước đây hắn chỉ mới nhìn thấy một người ăn mặc theo phong cách này, chính là cô bé có chiếc sừng dài trên đầu. Điều đáng nói là con khỉ cũng đang nhìn hắn với vẻ tò mò trong mắt. Nhìn đám động vật trước mặt, Diệp Huyên không khỏi rơi vào im lặng. Nhóc con màu trắng kia nuôi toàn thứ quỷ gì thế này? Hắn biết những con thú này sở hữu sức mạnh phi phàm, nhưng nếu mang chúng đi đánh nhau, thật sự là không được thuận mắt cho lắm. Bắt đầu đứng bên quan sát, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ, không biết nên nói gì trước đám thú này. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tiểu chủ đừng xem thường. Chúng từ nhỏ đã ăn tử khí và vô số thiên tài địa bảo lẫn đan dược của Tiểu Bạch mà lớn lên, quan trọng nhất là chúng đều có máu của nhị nha trong người, cũng được tỷ ấy nuôi nấng. Chúng mạnh lắm 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 luôn đó.
để ta thử xem. Bắt đầu nói rồi quay sang bầy yêu thú, các ngươi ai lên trước? Gà trống làm lơ nàng ấy, tiếp tục cúi đầu mổ thóc, sau đó lại bắn ánh mắt chán ghét nhìn tiểu tháp, hiển nhiên chỉ muốn trở về. Tiểu tháp cả giận, thể hiện đàng hoàng cho ta, không được phép làm ta mất mặt. Con khỉ bỗng nhiên đi đến, một cây gậy sắt màu đen xuất hiện trong tay nó, sau đó được quét ra. Quỳnh! Bắt đầu rút đao nghênh chiến. Quỳnh! Đao quang bùng nổ, nàng ấy lẫn khỉ đều bị đẩy lui đi trăm trượng. Nào ngờ nó bỗng nhảy vào tới, vung gậy đập về phía nàng. Bắt đầu bình tĩnh vung đao chém nghiêng. Quỳnh! Bắt đầu lùi lại trước một gậy này, nhưng khỉ kia lại biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hàng loạt cái bóng mờ xuất hiện bao phủ lấy nàng ấy, đi kèm tiếng không gian vỡ vụn. Diệp Huyên quan sát trận chiến giữa bắt đầu và khỉ, sắc mặt dần nghiêm lại khi nhận ra con khỉ sở hữu ý thức chiến đấu rất kinh khủng, gần như không thua kém gì với bắt đầu thân kinh bách chiến. Tiểu tháp bỗng hỏi, tiểu chủ thấy khỉ mạnh không? Hắn gật đầu, rất mạnh. Tiểu tháp cười hì hì, nhưng mà nó thường xuyên bị nhị nha dạy dỗ, à không, bị đánh mới đúng. Năng lực của nó chỉ thua mỗi tiểu ngưu thôi đó. Tiểu ngưu. Hắn nhìn một vòng, ở đây làm gì có con nghé nào. Tiểu tháp, tiểu ngưu và lão ca cùng kỳ đang bế quan đột phá, tạm thời không xuất hiện được. Tiểu ngưu và cùng kỳ, có lợi hại hơn không? Nghe hắn hỏi, tiểu tháp cười đáp, tất nhiên rồi, đặc biệt là lão ca cùng kỳ chiến đấu kinh lắm đó. Tiểu ngưu cũng lợi hại nữa. Ngoài ra còn có tiểu lang năm ấy đều đi theo nhị nha, ai nấy cũng mạnh hết. Vì trong người có máu của nhị nha tỷ nên trừ tỷ ấy ra, không có bất kỳ huyết mạch yêu thú nào có thể áp chế được chúng. Diệp Huyên còn muốn hỏi thì trận chiến giữa bắt đầu và chú khỉ đã chấm dứt. Bắt đầu nói, rất mạnh. Mạnh nhất không phải là ý thức chiến đấu, mà là nhục thân siêu cứng cáp của con khỉ, đến nỗi nàng ấy vung vài đao cũng không thể phá vỡ thế phòng ngự của nó. Khỉ ta cầm gậy trở lại, cung kính thi lễ với Diệp Huyên, tiểu chủ, tại hạ là Đại Hầu. Nếu người có gì phân phó, Đại Hầu nguyện lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ. Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy khỉ ta ăn nói khéo phết. Tiểu tháp, tên này cực kỳ thông minh, giỏi nhất là nịnh hót nên rất được tiểu bạch và nhị nha yêu thích. Ra là nịnh hót à? Hắn bật cười, đoạn để bầy yêu thú về lại tháp. Sức mạnh phi phàm của chúng sẽ là trợ lực cực lớn với hắn vào lúc này. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, nói tiểu tháp, cho ta máu yêu thú. Tiểu tháp, được. Hàng loạt những bình ngọc trắng xuất hiện, Diệp Huyên chọn lấy một cái rồi đưa vào miệng. Quỳnh. Một luồng năng lượng tinh khiết ồ ạt ùa ra từ thân thể như lửa đỏ, Diệp Huyên vội vàng vận chuyển tâm pháp đạo thể để hấp thu chúng. Bởi vì đã từng tu luyện đạo thể trước kia nên quá trình này với hắn đã vô cùng đơn giản. Chẳng mấy chốc sau, nhục thân của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên một đỉnh núi nọ, có bốn cô gái đang đứng. Mộ Niệm Niệm, Đồ, Đông Lý Tịnh và người phụ nữ thần bí. Đông Lý Tịnh nói với Mộ Niệm Niệm và Đồ, hai vị cô nương, chúng ta cần sự trợ giúp của các vị. Thực lực của họ đã mạnh đến vượt xa lẽ thường. Chắc chắn sẽ giúp bất tử đế tộc có thêm phần thắng trước thần đình vũ trụ. Mộ Niệm Niệm gật đầu, chúng ta sẽ ở lại nơi này. Đông Lý Tịnh đáp lễ, đa tạ. Người phụ nữ bỗng nói, thần đình vũ trụ có động tĩnh gì không? Đông Lý Tịnh, rất lớn là đằng khác. Bọn họ đang ở cách chúng ta vài chục tinh vực, tuy chúng ta tạm thời không thể tiếp cận nhưng vẫn cảm giác được số cường giả có mặt tại nơi ấy đang tăng lên từng ngày. Bọn họ tuyệt đối không có ý bỏ qua. Mộ Niệm Niệm, chúng đang gọi thêm người đến. Đông Lý Tịnh gật đầu. Đồ hỏi, ngăn cản được không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, rất khó. Năng lực của thần môn sư kia quá kỳ lạ, dường như còn có một cường giả bí ẩn bên người, có vẻ như là một người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Mộ Niệm Niệm nói với Đồ, nhân số của bên ta không đủ. Ta đã triệu hồi tất cả cường giả bất tử đế tộc về bất tử giới nhanh nhất có thể. Đông Lý Tịnh nói đoạn hơi do dự, các người có thể liên lạc được với người đàn ông áo xanh kia không? Ô lắc đầu. Xem ra, chúng ta sắp bước vào một trận ác chiến rồi. Đông Lý Tịnh nói rồi xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó,
Từng mệnh lệnh được truyền đi khắp bất tử đế tộc, khiến tất cả các cường giả trong tộc đang ở nơi khác đều vội vã chạy về bất tử giới. Lúc này, trong một vùng tinh không nào đó đã tập trung vô số cường giả. Người cầm đầu chính là thần ngôn sư kia. Sau khi có thần lệnh, ông ta có thể điều động tất cả cường giả của thần đình. Bên phải thần ngôn sư là điện chủ của ám điện, sau lưng điện chủ của ám điện đã tập trung khoảng 120 người. 120 người này đều mặc đồ đen, tay cầm lưỡi hái màu máu, hơi thở u ám. Bên trái của thần ngôn sư là một đám thánh ngôn sư mặc áo dài trắng, khoảng chừng 68 người. Phía sau mấy thánh ngôn sư này còn có hơn 100 thiên ngôn sư. Lúc này, hơn 100 thiên ngôn sư và những thánh ngôn sư kia đang làm phép bày trí truyền tống trận. Trong tinh không sau lưng mọi người có mấy chục truyền tống trận không gian, mà lúc này, không ngừng có cường giả đi ra từ những truyền tống trận không gian này. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp đột nhiên đi ra từ trong một truyền tống trận. Thấy người đàn ông này, Hãn Đào ở cách đó không xa lập tức thay đổi sắc mặt, gã lập tức dẫn cường giả ở sau lưng đi nhanh tới trước mặt người đàn ông trung niên, quỳ một chân xuống, mục soái. Mục Thiên Nguyên soái. Quân thần của Vương Triều Đại Hành. Quản lý gần như 2/3 đội quân của Vương Triều Đại Hành, là một tồn tại tựa như thần. Gần như tất cả cường giả của Vương Triều Đại Hành đang có mặt đều quỳ xuống. Tất cả cường giả đều vô cùng kính trọng vị quân thần này. Vì năm đó nhờ có vị quân thần này đột nhiên xuất hiện, chặn lại sự tấn công của thần tông, bảo vệ Vương Triều Đại Hành. Mục Thiên nhìn Hãn Đao, đứng lên đi. Hãn Đao vội vàng đứng lên, sau đó cung kính lùi sang một bên. Mục Thiên đi thẳng tới trước mặt thần ngôn sư gật đầu, Mục Nguyên soái. Không ngờ ông có thể đến đây. Từ rất lâu trước đây, Mục Nguyên soái đã lùi về sau rồi, ông ta cũng không ngờ lão có thể đến. Mục Thiên nhìn thần ngôn sư, người xưa có câu, xuất sư phải có lý, không biết lần này thần đình tấn công vũ trụ cửu duy là vì lý do gì. Thần ngôn sư đáp, người mang ách thể. Mục Thiên xoay người nhìn về phía vũ trụ cửu duy, nhẹ giọng nói, thần ngôn sư, ta có thể nói chuyện riêng không? Thần ngôn sư ngẫm nghĩ một lát, sau đó vung nhẹ tay phải, xung quanh ông ta và Mục Thiên xuất hiện một kết giới thần bí. Trong kết giới là một thế giới khác. Những gì bọn họ nói, người bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy. Mục Thiên nói, trận chiến trước đó, người chấp pháp vũ trụ gần như chết hết toàn quân, mà Vương Triều Đại Hành ta cũng có mấy chục nghìn binh sĩ bỏ mạng. Thần ngôn sư nói, là chúng ta khinh thường bất tử đế tộc này. Mục Thiên lắc đầu, đây chỉ là một nguyên nhân thôi, nguyên nhân quan trọng nhất là ông không hiểu rõ kẻ thù. Không hiểu người mang ách thể này, cũng không hiểu bất tử đế tộc. Thần ngôn sư gật nhẹ đầu, Mục Nguyên soái nói đúng. Mục Thiên lại nói, tiếp theo thần ngôn sư định làm gì? Thần ngôn sư đáp, tấn công vũ trụ cửu duy, tiêu diệt bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, không được. Thần ngôn sư hơi do dự, sau đó nói, nếu Mục soái có ý kiến gì thì có thể nói thẳng. Ông ta cũng biết nếu nói về đánh giặc thì mình hoàn toàn không bằng Mục Nguyên soái trước mắt. Mục Thiên nhìn về phía vũ trụ cửu duy, trước khi đến, ta từng phái người đi điều tra bất tử đế tộc và thiếu niên Diệp Huyên kia. Ta có hai điều lo lắng, một là người đứng sau Diệp Huyên, tư liệu cho thấy sau lưng hắn có một vài cường giả thần bí, mà chúng ta không biết gì về lai lịch của bọn họ cả. Thứ hai, người này thân mang ách thể nhưng lại có thể sống đến bây giờ, chắc chắn là có người ngăn cản lực lượng pháp tắc tai ách cho hắn, người có thể làm việc này, chắc chắn chúng ta không thể đấu lại. Nếu người như thế xuất hiện, có nhiều người hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rất rõ ràng là lão lo sẽ có cường giả đặc biệt kinh khủng như thế xuất hiện, nếu cường giả đó xuất hiện, quân đội sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, Mục soái yên tâm, thần đình vũ trụ ta sẽ tự đối phó với cường giả đứng đầu. Mục soái nhìn thần ngôn sư, chắc chứ? Thần ngôn sư nói, chỉ cần người đàn ông áo xanh và cô gái kia không xuất hiện, thần đình vũ trụ ta tự tin có thể đối mặt với tất cả cường giả. Mục soái hỏi, nếu hai người kia xuất hiện thì sao? Thần ngôn sư lắc đầu, hai người này đều đã bị pháp tắc vũ trụ dẫn đi rồi, không thể nào xuất hiện ở đây được. Pháp tắc vũ trụ.
Mục Soái im lặng một lát rồi nói, chúng ta không thể tấn công vũ trụ cửu duy. Thần ngôn sư nhìn lão, vì sao? Mục Soái nhẹ giọng nói, nếu tấn công vũ trụ cửu duy, chúng ta sẽ thiệt hại nặng nề. Vì nơi này không phải địa bàn của chúng ta, bất tử đế tộc đã đóng quân ở nơi này cả triệu năm, ta đoán vũ trụ cửu duy có ít nhất hơn 1 triệu trận pháp phòng ngự. Nếu tấn công vũ trụ ngũ duy, chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi nặng nề. Cho nên, nhất định phải dụ bọn họ, để bọn họ chủ động tấn công chúng ta. Dứt lời, lão nhìn xung quanh, bây giờ thần ngôn sư có thể bảo những ngôn sư kia bày trận rồi. Thần ngôn sư hơi khó hiểu, vì sao Mục Soái lại cảm thấy bọn họ sẽ chủ động tấn công chúng ta. Mục Soái lạnh nhạt nói, sở dĩ bất tử đế tộc đấu với chúng ta là vì Diệp Huyên, mà nhược điểm lớn nhất của Diệp Huyên chính là trọng tình, theo ta biết, hắn rất để ý đến vũ trụ ngũ duy. Vì thế, chúng ta hoàn toàn không cần tấn công vũ trụ cửu duy, chỉ cần tỏ vẻ muốn tấn công vũ trụ ngũ duy, chắc chắn Diệp Huyên sẽ ngồi không yên, mà hắn ngồi không yên, bất tử đế tộc cũng sẽ ngồi không yên. Khi đó, bọn họ sẽ rối loạn trước, mà chúng ta thì phải lấy tính chế độc, nắm giữ quyền chủ động. Thần ngôn sư im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, khâm phục. Mục Soái lại nói, lần này, ta dẫn tới 200.000 tinh nhuệ của Vương Triều Đại Hành, đều là cường giả cao cấp nhất, mà trận chiến này, cho dù thắng bại, thực lực của Vương Triều Đại Hành cũng sẽ bị hao tổn, thần tông kia. Thần ngôn sư đột nhiên nói, cường giả của thần tông cũng đã đến, là tông chủ của bọn họ đích thân chỉ huy, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là sẽ đến đây. Hơn nữa sau trận chiến này, thiên vực sẽ hòa bình 100 năm, trong vòng 100 năm sẽ không còn trận chiến nào nữa. Mục Soái hỏi, thần tông có bao nhiêu cường giả đến? Thần ngôn sư đáp, tất cả cường giả đứng đầu đều đến. Mục Soái trầm giọng nói, bọn họ định sau khi trận chiến kết thúc sẽ tiện thể khống chế thế giới này luôn. Thần ngôn sư gật đầu, sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, trong truyền tống trận của nơi đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc chiến giáp vàng, đầu đội mũ giáp, tay cầm một thanh trường đao có vỏ. Thấy người đàn ông này, Mục Soái cau mày, kim giáp cấm quân. Kim giáp cấm quân là thân binh của Hoàng đế Vương Triều Đại Hành, cũng có thể nói là một đội quân tinh nhuệ nhất của Vương Triều Đại Hành, chỉ nghe lệnh của Hoàng đế Vương Triều Đại Hành. Mục Thiên không ngờ Hoàng đế của Vương Triều Đại Hành lại phái cả thân binh của mình đến. Rõ ràng là điều động toàn lực rồi. Rõ ràng lần này Vương Triều Đại Hành đến không chỉ đơn thuần là giúp đỡ thần đình vũ trụ, mà còn muốn giành lấy thế giới của bất tử đế tộc. Muốn chia cắt bất tử đế tộc. Lúc này, người đàn ông kim giáp đi tới trước mặt Mục Soái, cúi người hành lễ, thống lĩnh quân kim giáp tương võ bái kiến Mục Soái. Dù gã là thân binh của Hoàng đế, nhưng vẫn không dám bất kính với vị quân thần này. Mục Soái im lặng một lát rồi nói, Hoàng đế có mệnh lệnh gì khác không? Tương võ trầm giọng nói, Hoàng đế bảo chúng ta nghe lệnh thần ngôn sư, tiêu diệt bất tử đế tộc. Lúc này, thần ngôn sư chợt lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, người nghe theo lệnh của Mục Soái. Tương võ hành lễ, tuân lệnh. Thần ngôn sư nhìn về phía Mục Soái. Mục Soái bắt đầu từ bây giờ, ông chính là tổng chỉ huy của nơi này, trận chiến này phải đánh như thế nào, chúng ta đều nghe theo ông. Ông ta biết đây là một trận chiến lớn, trận chiến này nhất định phải có một người chỉ huy giỏi, mà ông ta không giỏi về những trận chiến như thế, nhưng Mục Soái này thì có. Mục Soái im lặng một lát rồi nhìn về phía xa, thần ngôn sư, lập tức ra lệnh cho người của ông bày trận. Thần ngôn sư vung nhẹ tay phải. Những thánh ngôn sư sau lưng ông ta lặng lẽ lui xuống, chẳng mấy chốc, trong tinh không xuất hiện vô số năng lượng dao động. Mục Soái lại nói, tương võ, người dẫn kim giáp quân trốn đi, không có lệnh của ta không được xuất hiện, càng không được ra tay. Tương võ chắp tay, tuân lệnh. Mục Soái quay đầu nhìn về phía điện chủ ám điện, các hạ, theo ta biết, bất tử đế tộc kia có một nhóm sát thủ rất mạnh, mục tiêu của các ông chính là nhóm sát thủ này. Những sát thủ này không xuất hiện thì các ông cũng đừng ra tay, nếu bọn họ xuất hiện, các ông phải ngăn bọn họ lại, tốt nhất là có thể đánh chết những sát thủ này. Điện chủ ám điện gật đầu, được. Mục Soái nhìn thần ngôn sư, cường giả đứng đầu của bất tử đế tộc giao cho mấy người thần ngôn sư. Thần ngôn sư gật đầu, ta hiểu. Mục Soái quay đầu nhìn xung quanh, sau đó, lão từ từ nhắm mắt lại, trong đầu lão xuất hiện vô số hình ảnh. Lúc này,
tất cả tình huống ngoài ý muốn và hướng đi của trận chiến này đều hiện lên trong đầu lão. Một lát sau, mục soái bắt đầu ra lệnh, sau đó, những cường giả xung quanh rối rít hành động. Dưới sự chỉ huy của mục soái, mọi người vốn đang không biết làm thế nào lập tức trở nên có trật tự. Lúc này, không gian sau lưng thần ngôn sư đột nhiên rung động kịch liệt, vô số hơi thở mạnh mẽ tuôn ra từ trong thông đạo không gian kia. Cường giả của thần tông đến rồi. Mục Thiên không nhìn về phía đó, lão vẫn đang nhìn về phía vũ trụ cửu duy ở xa xa, trong mắt lão đầy vẻ lo lắng. Lần này, Vương Triều Đại Hành đang đánh cược rất lớn. Nếu thắng sẽ đồng nghĩa với việc có thể nuốt trọn bất tử đế tộc, khi đó, Vương Triều Đại Hành sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu thua, Mục Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Mục đích lão đến đây rất đơn giản, đó là muốn dẫn những binh sĩ này về. Lão không muốn họ trở thành một công cụ, nhưng lệnh của thần đình vũ trụ, Vương Triều Đại Hành không thể không nghe theo. Mà việc lão có thể làm chính là cố dẫn được càng nhiều người trở về càng tốt. Bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh đứng trong một đại điện, trước mặt bà có vô số linh bài. Đây đều là linh bài của tiền bối trong bất tử đế tộc. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong điện, vì một người mà hy sinh vô số tộc nhân, có đáng không? Đông Lý Tịnh mở mắt ra, hy sinh một người đổi lấy sự sống của vô số người là rất đáng giá. Nhưng ta không làm được, bất tử đế tộc ta, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt đối không thể sống trong nhục nhã. Dứt lời, bà xoay người phất tay áo rời đi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này, quanh người hắn tản ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Nhục thể. Hắn từng tu luyện đạo thể, cộng thêm bây giờ còn có máu của yêu thú cường đại và tử khí trong tiểu tháp, vì thế, hắn tu luyện vô cùng thuận lợi. Lúc này, hắn đã đạt tới thân thể thành đạo cảnh. Chẳng những thế, thân thể hắn cũng trở thành kiếm thể một lần nữa. Kiếm thể miễn dịch với kiếm. Kiếm thể của hắn bây giờ không chỉ mạnh hơn trước đây một chút, vì bây giờ hắn đã là phàm kiếm. Kiếm thể của hắn được tăng cường theo cảnh giới kiếm đạo. Cảnh giới kiếm đạo càng mạnh, kiếm thể của hắn cũng sẽ càng mạnh. Lúc này, Diệp Huyên lại lấy một bình máu yêu thú ra rồi uống ngay. Trong người hắn lập tức như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Diệp Huyên vội vàng hấp thu năng lượng của máu yêu thú, sau đó vận chuyển tâm pháp đạo kinh, dần dần, thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, vô số cao thủ của bất tử đế tộc chạy về bất tử giới, cùng lúc đó, những cường giả đang bế quan của bất tử đế tộc cũng vội vàng xuất quan. Trong bất tử điện, Đông Lý Tịnh ngồi trên đại điện, ở hai bên trái phải của bà là hai vị thái thượng trưởng lão Đông Lý Tả và Đông Lý Hình. Bên dưới là trưởng lão thập giới, lần này không chỉ có trưởng lão thập giới mà còn có một vài trưởng lão nòng cốt của bất tử đế tộc. Nam tinh thủ lĩnh của hệ thống tình báo cũng có mặt. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn Nam tinh. Nam tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta đã nhận được tin tức, lần này cường giả thiên vực gần như điều động toàn lực. Cường giả cao cấp thần tông phái ra cũng đều đã đến. Còn Hoàng đế Đại Hành của Vương Triều Đại Hành chẳng những phái ra hơn 200.000 tinh nhuệ mà còn phái toàn bộ kim giáp quân của ông ta đi. Hơn nữa, theo ta biết, hai thế lực này đều có một đội quân ẩn núp, đây là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ, không thể biết được thông tin chi tiết. Tạm thời cũng không biết bọn họ có phái tới hay không. Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, xem ra mục tiêu của bọn họ không chỉ là thiếu chủ của bất tử đế tộc ta, mà còn muốn chia cắt toàn bộ bất tử đế tộc. Nét mặt của mọi người xung quanh đều hơi nặng nề. Trận chiến này liên quan đến sống chết của bất tử đế tộc. Đông Lý Tả nhìn về phía Nam Tinh, cường giả của thần đình vũ trụ thì sao? Mọi người đều nhìn về phía Nam Tinh, so với Vương Triều Đại Hành và Thần Tông, bất tử đế tộc quan tâm đến thần đình vũ trụ hơn. Nam Tinh trầm giọng nói, trước mắt chỉ biết cường giả ám điện của thần đình vũ trụ đều đã đến. Người của ám điện đều là sát thủ siêu cấp. Lúc trước bọn họ từng giao thủ với ảnh tử vệ của chúng ta, thực lực rất mạnh, mà bọn họ còn đông người, khoảng hơn 120 người, những người này giống như U Linh vậy, yếu nhất cũng là cường giả thần vị cảnh đỉnh cao, nếu hai bên chúng ta giao chiến thì chắc chắn phải cẩn thận với những người này,
nếu không, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ. Nói đến đây, y im lặng một lát rồi nói tiếp, những ngôn sư kia mới là người chúng ta phải đề phòng nhất. Bọn họ phái đến mấy chục thánh ngôn sư và mấy trăm thiên ngôn sư, những người này có sở tường về các thuật pháp, vô cùng đáng sợ, chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Còn nữa, Mục Thiên Nguyên soái của Vương Triều Đại Hành cũng đến, người này dẫn binh ở Vương Triều Đại Hành mấy trăm năm, chưa từng thua trận lần nào, còn có danh xưng quân thần. Mà bây giờ, tất cả đội quân và cường giả bên kia đều do lão thống lĩnh. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sa sầm mặt. Rõ ràng lần này thần đình vũ trụ thật sự muốn liều mạng đến cùng với bất tử đế tộc. Có thể nói trận đại chiến này liên quan đến sống chết của toàn bộ bất tử đế tộc. Đông Lý Hình đột nhiên cất lời, đã có tin tức của những pháp tắc vũ trụ kia chưa? Nam Tinh lắc đầu, không điều tra được một chút tin tức nào của những pháp tắc vũ trụ kia, chẳng những thế, ngay cả việc rốt cuộc thần đình vũ trụ có bao nhiêu cường giả, chúng ta cũng không thể biết, vì thám tử của chúng ta hoàn toàn không thể thăm dò vị trí của thần đình vũ trụ. Không nói chúng ta, kể cả Vương Triều Đại Hành cũng không biết rốt cuộc thần đình vũ trụ ở đâu. Nghe thấy lời của Nam Tinh, nét mặt của những người xung quanh đều trở nên càng nặng nề hơn. Thần đình vũ trụ này còn thần bí hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều. Lúc này, Đông Lý Tịnh đột nhiên nói, Đông Lý Chiến đâu? Đông Lý Chiến. Người bảo vệ của bất tử đế tộc, cũng là thống lĩnh của toàn bộ quân đội. Đông Lý Tả bên cạnh Đông Lý Tịnh nói, ông ấy đi gặp thiếu chủ rồi. Gặp thiếu chủ. Nghe vậy, Đông Lý Tịnh cau mày. Cấm Sơn. Hôm nay, một người đàn ông trung niên đi tới đỉnh Cấm Sơn, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen rộng thùng thình, tóc dài xõa xuống, tay cầm một cây quạt xếp, trông rất nho nhã. Người này chính là Đông Lý Chiến, người bảo vệ bất tử đế tộc. Nếu nói về chiến lực, ông ta còn mạnh hơn Đông Lý Tịnh. Thật ra thực lực của người bảo vệ bất tử đế tộc các thời đại đều rất đáng sợ. Bên trái Đông Lý Chiến là một người đàn ông râu tóc bạc phơ, sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có hơi thở, trước ngực trái của ông ta có một hình vẽ giống như một giọt máu tươi. Trên tay phải của Đông Lý Chiến có hai người đang đứng, một người mặc trường bào màu đen, tay phải cầm đoản đao. Người này chính là thống lĩnh bất tử đế quân của bất tử đế tộc Đông Lý Ngạo. Bên phải Đông Lý Ngạo còn có một người áo đen đeo mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Người này chính là thống lĩnh của ảnh tử vệ. Họ tên của người này chỉ có hai người biết, một là Đông Lý Chiến, hai là Đông Lý Tịnh. Có thể nói, ảnh tử vệ được xem như một nhóm người thần bí thứ hai của bất tử đế tộc. Nhìn thấy mấy người Đông Lý Chiến, bắt đầu lập tức thay đổi sắc mặt, đi tới trước mặt Đông Lý Chiến cúi người hành lễ, bái kiến chiến soái. Ở bất tử đế tộc, uy danh của Đông Lý Chiến chỉ đứng sau Đông Lý Tịnh thôi. Đông Lý Chiến gật nhẹ đầu, không cần đa lễ. Bắt đầu lùi sang một bên. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyên ở phía xa, hắn đang tu luyện à? Bắt đầu gật đầu, tu luyện thân thể. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyên, một lát sau, ông ta nhẹ giọng nói, Ngạo, người thấy thế nào? Đông Lý Ngạo hỏi, về phương diện nào? Đông Lý Chiến cười nói, tất cả phương diện. Đông Lý Ngạo im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, thiên phú hơn người, còn nhỏ tuổi đã tiến vào phàm cảnh, cả kiếm đạo cũng đã nhập phàm, quan trọng nhất là hắn có cả hai loại huyết mạch cao cấp, trong thế hệ trẻ của bất tử đế tộc ta, thật sự không có ai theo kịp hắn. Đông Lý Chiến nói, nếu không có hai loại huyết mạch kia thì sao? Đông Lý Ngạo lắc đầu, trong thế hệ trẻ vẫn không có ai theo kịp hắn. Hắn không giống những thiên tài yêu nghiệt được nuôi trong lồng không có sự khát máu kia. Hắn là từng bước giết người để trở nên mạnh như bây giờ, khí thế tàn nhẫn trên người không hề thua kém những yêu nghiệt đứng đầu bất tử đế tộc chúng ta. Sát khí của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Đông Lý Chiến im lặng một lát rồi hỏi tiếp, về mặt nhân phẩm thì sao? Đông Lý Ngạo cười nói, tên này quá trọng tình trọng nghĩa. Lúc ở Thanh Thành, vì muội muội mà không tiếc liều mạng. Ở vũ trụ ngũ duy, vì cứu những người đó, hắn cũng suýt chiến đấu đến chết. Nói đến đây, y im lặng một lát rồi mới tiếp tục, hắn đủ tàn nhẫn, nhưng lại có giới hạn và nguyên tắc của mình, sẽ không vì đạt được mục tiêu mà bất chấp mọi thủ đoạn, hắn trọng tình,
nhưng lại không giả tạo, lúc đối mặt với kẻ thù thì vô cùng tàn nhẫn. Nói tóm lại là không có ai thích hợp làm thiếu chủ của chúng ta hơn hắn. Ít nhất trong thế hệ trẻ không có ai tốt hơn hắn cả. Mà với thiên phú của hắn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ vượt qua cả thế hệ trước. Đông Lý Chiến nhìn về phía Đông Lý Ngạo, cười nói, ngươi rất coi trọng hắn. Đông Lý Ngạo gật đầu, đây là một người chỉ cần ngài tốt với hắn sẽ trả lại ngài gấp trăm lần. Bất tử đế tộc không phụ hắn nhất định sẽ không phụ bất tử đế tộc. Hơn nữa, bây giờ hắn đã dần chấp nhận bất tử đế tộc, dần xem như mình là một phần của bất tử đế tộc rồi. Đông Lý Chiến gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Đông Lý Ngạo hỏi, ngài còn lo lắng điều gì nữa? Đông Lý Chiến nhẹ giọng nói, ta không lo lắng điều gì cả, ta chỉ muốn quan sát hắn thôi, dù sao, tương lai của bất tử đế tộc sau này cũng đặt trên người hắn mà. Lúc này, thống lĩnh ảnh tử vệ đột nhiên nói, hắn là con trai của người đàn ông kia. Người đàn ông kia. Mọi người đều im lặng. Người đàn ông đó suýt đã tiêu diệt bất tử đế tộc. Sau một hồi im lặng, Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, nhưng hắn cũng là con trai của Đường Muội, trong người cũng có dòng máu của bất tử đế tộc ta. Thống lĩnh ảnh tử vệ im lặng không nói gì. Đông Lý Chiến lại nói, nói tới nói lui thì ân oán của thế hệ trước cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa chuyện nhị thúc làm năm đó thật sự cũng không đúng. Đông Lý Ngạo gật đầu, ân oán trước đây, cứ để nó tiêu tan theo gió đi. Thống lĩnh ảnh tử vệ nhẹ giọng nói, ta biết, chỉ là trong lòng thấy hơi bất bình, chứ ta không có ý đồ gì với hắn cả. Đông Lý Ngạo cười khẽ, không nói đến chuyện năm đó nữa. Nói chuyện bây giờ đi, theo ta biết, quân thần bất bại mục thiên của Vương Triều Đại Hành đã đến rồi. Dứt lời, y nhìn về phía Đông Lý Chiến, ngài định đối phó với bọn họ thế nào? Đông Lý Chiến lấy một bản đồ ra, trên bản đồ là những tinh vực. Đây là bản đồ vũ trụ do bất tử đế tộc vẽ ra. Ngoài ma vực và thiên vực xa xôi, các thế giới và tinh vực khác gần như đều được vẽ ra. Đông Lý Chiến nhìn một lúc lâu rồi nói, nếu ta là mục thiên, ta sẽ không dẫn quân tấn công vũ trụ cửu duy, vì chúng ta sẽ được chiến đấu ở địa bàn của mình, cộng thêm có vô số trận pháp, nếu bọn họ tấn công vũ trụ cửu duy chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Cho nên, ông ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, nếu ta là mục thiên, ta sẽ dùng vũ trụ ngũ duy làm mồi, dụ bất tử đế tộc ra ngoài, để chúng ta chủ động tấn công bọn họ, như vậy thứ nhất là lão có thể đổi bị động thành chủ động. Bên chủ động tấn công chắc chắn sẽ rơi vào tình thế xấu. Đông Lý Ngạo trầm giọng nói, ngài định đối phó thế nào? Đông Lý Chiến lắc đầu, lão đang dùng dương mưu, chúng ta chỉ có thể chủ động tìm bọn họ tác chiến. Trừ khi chúng ta từ bỏ vũ trụ ngũ duy. Nhưng chắc chắn tiểu tử kia sẽ không đồng ý. Cho nên. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa, ta có cách rồi. Mấy người Đông Lý Chiến nhìn về phía xa, người nói chuyện chính là Diệp Huyên. Mà lúc này, thân thể của Diệp Huyên đã đạt tới quy nhất cảnh. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, cậu có cách à? Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Chiến cất lời, nói ta nghe thử. Diệp Huyên cười, mục tiêu chính của bọn họ là ai? Là ta, nếu đã thế, chỉ cần ta xuất hiện, bọn họ sẽ chủ động đến tìm ta. Đông Lý Chiến nhẹ giọng nói, cậu muốn dùng mình làm con mồi. Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyên, nếu bọn họ mặc kệ cậu mà vẫn đến vũ trụ ngũ duy, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn trở về thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nhưng nếu ta đi tìm người, chắc chắn bọn họ sẽ đến ngăn cản ta. Đông Lý Chiến hỏi, tìm ai? Diệp Huyên cười khẽ, Thanh Nhi. Đông Lý Ngạo lắc đầu, cậu làm mồi nhử là chuyện quá mạo hiểm. Diệp Huyên cười, mạng của ta là mạng, chẳng lẽ mạng của người trong tộc không phải là mạng sao? Nghe vậy, tất cả những người đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đã thay đổi. Trong một tinh vực nào đó, bên cạnh Mục Thiên là một ông lão tóc bạc. Người này chính là tông chủ thần tông Trần Tiên. Trần Tiên là cường giả lớn tuổi của thiên vực, mà lần này lão ta đến ngoài do thần đình vũ trụ triệu tập mà còn có một lý do khác, đó là muốn chiếm lấy bất tử đế tộc. Sau lưng Trần Tiên là vô số cường giả siêu cấp của thần tông. Lúc này, Mục Thiên cất lời, Trần Tiên tông chủ,
phiền ông dẫn người đến vũ trụ ngũ duy. Trần Thiên nhìn về phía thần ngôn sư ở cách đó không xa, ông ta gật đầu. Trần Thiên đang muốn dẫn cường giả thần tông rời đi thì không gian trước mặt thần ngôn sư đột nhiên rung lên, một khắc sau, sắc mặt thần ngôn sư chợt thay đổi, khoan đã. Mọi người nhìn về phía thần ngôn sư, ông ta trầm giọng nói, lập tức phong tỏa tất cả tinh vực ngoài vũ trụ cửu duy, đừng để Diệp Huyên rời đi. Mục Thiên khẽ nhíu mày, là sao? Thần ngôn sư trầm giọng nói, Diệp Huyên muốn đi tìm cô gái váy trắng. Mục Thiên nhìn thần ngôn sư, là người đứng sau hắn ư. Thần ngôn sư gật đầu. Mục Thiên trầm giọng nói, chúng ta đi tới vũ trụ ngũ duy thôi, với tính cách của Diệp Huyên, nhất định hắn sẽ quay lại. Thần ngôn sư lắc đầu, nếu để hắn liên lạc với cô gái váy trắng, thì các người đến vũ trụ ngũ duy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mục Thiên nhìn chằm chằm thần ngôn sư, nàng ta mạnh đến mức nào? Thần ngôn sư im lặng. Vì ông ta cũng không biết rốt cuộc người phụ nữ kia mạnh đến mức nào, nhưng ông ta biết người phụ nữ kia có thể đối đầu với pháp tắc vũ trụ. Đối đầu với pháp tắc vũ trụ là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ? Mục Thiên đột nhiên nói, nếu người phụ nữ kia mạnh như thế, vậy vì sao Diệp Huyên không đi tìm từ sớm? Chỉ có một cách giải thích là hắn hoàn toàn không thể liên lạc với người phụ nữ kia. Bây giờ hắn đột nhiên đi tìm, rõ ràng là muốn dụ chúng ta chủ động tấn công. Chúng ta chỉ cần mặc kệ hắn, phái người đi tới vũ trụ ngũ duy, hắn nhất định sẽ quay đầu, chủ động đến tìm chúng ta. Thần ngôn sư im lặng. Mục Thiên hét to, tất cả thánh ngôn sư nghe lệnh, lập tức bố trí trận truyền tống không gian đến vũ trụ ngũ duy, sau khi tiến vào, dù già hay trẻ cũng lập tức giết chết, không chừa một ai. Giọng nói như sấm rền, chấn động cả tinh không. Những thánh ngôn sư kia nhìn về phía thần ngôn sư hơi do dự. Mục Thiên nổi giận, hai quân giao chiến sợ nhất là không quyết đoán, bây giờ hai bên chúng ta phải đo xem ai hung ác hơn, quyết đoán hơn. Do dự nhất định sẽ bại trận, mất đi cơ hội chiến đấu sẽ có vô số người hy sinh, ta sẽ không để người của ta hy sinh vô ích. Thần ngôn sư đang muốn đáp lời thì một giọng nói đột nhiên vang lên, nghe lệnh ngài ấy. Lợi dụng vũ trụ ngũ duy kiềm chế Diệp Huyên, nhưng không thật sự tàn sát sinh linh ở vũ trụ ngũ duy. Người nói chuyện chính là người bảo vệ Ma Y. Người đó nhẹ giọng nói, bắt đầu từ lúc này, tất cả mọi người phải nghe lệnh Mục Nguyên Soái. Dứt lời, nàng ta nhìn thần ngôn sư, kể cả ông. Ma Y vừa dứt lời, những thánh ngôn sư xung quanh lập tức mở ra thông đạo không gian, dựng nên truyền tống trận ở bên trong, đả thông thành lũy không gian, đi tới vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy. Mục Thiên ở cách đó không xa xoay người nhìn về phía vũ trụ cửu duy, lão đã bình tĩnh lại. Lão rất hiểu Diệp Huyên, lão biết chắc chắn Diệp Huyên sẽ không đứng nhìn vũ trụ ngũ duy bị tàn sát. Chắc chắn Diệp Huyên sẽ dẫn người của vũ trụ cửu duy đến chủ động tấn công bọn họ. Mà bọn họ đã bày ra mấy nghìn trận pháp ở nơi này. Vũ trụ cửu duy chủ động tấn công bọn họ, ưu thế của bọn họ sẽ rất lớn. Diệp Huyên ở bên kia đột nhiên dừng lại, Nam Tinh xuất hiện trước mặt hắn, Nam Tinh nhỏ giọng nói mấy câu, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Thần đình vũ trụ không mắc lừa. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cuối tinh không, khẽ nhíu mày, kẻ thù lần này không hề ngu xuẩn chút nào. Lúc này, Đông Lý Tịnh và người phụ nữ thần bí xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, có thể liên hệ với người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng không? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn hoàn toàn không thể liên lạc với hai người họ. Người phụ nữ thần bí cất lời, nàng đang tìm pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh nhìn về phía bà nhẹ giọng nói, mục tiêu của nàng chỉ là pháp tắc vũ trụ và người thần bí trong người con. Đông Lý Tịnh thắc mắc, vì sao nàng không đến thẳng thần đình vũ trụ? Người phụ nữ thần bí trầm giọng nói, chắc chắn pháp tắc vũ trụ không có ở thần đình vũ trụ. Thần đình vũ trụ chỉ là công cụ phát ngôn của những pháp tắc vũ trụ kia mà thôi. Nàng không thể không biết vị trí của thần đình vũ trụ được, sở dĩ nàng không đi chỉ có hai cách giải thích, một là nàng có chuyện quan trọng hơn, ví dụ như tìm pháp tắc vũ trụ, mục đích cuối cùng của nàng là tiêu diệt pháp tắc vũ trụ và người thần bí trong cơ thể Huyên Nhi, thứ hai là nàng muốn để Huyên Nhi tự mình đối mặt với thần đình vũ trụ. Nói đến đây, bà thoáng dừng lại,
sau đó mới tiếp tục, nhưng ta cảm thấy là vì cả hai lý do này. Nếu không có chuyện quan trọng hơn thì nàng sẽ không rời đi. Mà bây giờ pháp tắc vũ trụ không xuất hiện rất có thể là vì nàng. Đông Lý Tịnh gật nhẹ đầu, phân tích hợp lý. Trong thần đình vũ trụ, những pháp tắc vũ trụ mới là thứ thật sự đáng sợ. Mà đến bây giờ, những pháp tắc vũ trụ kia chưa từng xuất hiện, cho nên chỉ có một khả năng, chắc chắn là có liên quan đến cô gái váy trắng. Lúc này, người phụ nữ thần bí đột nhiên nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là ngăn cản người của thần đình vũ trụ đến vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nhìn về phía Đông Lý Tịnh nói, trước khi ta đến đây, người của chúng ta đã rời khỏi bất tử giới đi tới tinh vực kia, cạnh đó, Niệm Niệm cô nương và Đồ cũng đã chạy tới, chỉ cần hai người họ là đã có thể áp chế cả thiên quân vạn mã rồi. Niệm Niệm và Đồ. Diệp Huyên gật đầu, hai người bọn họ liên thủ, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Đông Lý Tịnh nhìn về phía cuối tinh không, đi thôi. Sắp phải quyết chiến rồi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có đáng không? Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì một mình ta. Đông Lý Tịnh cười, không phải vấn đề có đáng hay không mà là vấn đề danh dự. Đừng nói là ngươi, cho dù là bất cứ một tộc nhân nào, ta cũng sẽ không chủ động giao cho người khác để người ta xâu xé. Ta hy vọng sau này khi làm tộc trưởng, ngươi cũng phải nhớ kỹ điều này, trong bất tử đế tộc ta, không được vứt bỏ bất cứ một tộc nhân nào cả. Dứt lời, bà xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ, một lúc lâu không nói gì. Lúc này, người phụ nữ thần bí nhẹ giọng nói, đợi sau khi chuyện lần này kết thúc, nếu ta còn sống, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé, được chứ? Diệp Huyên nhìn người phụ nữ thần bí, bà khẽ mỉm cười, con trách ta, hận ta, ta cũng có thể hiểu, vì ta thật sự không làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân. Nhưng ta hy vọng, con có thể cho ta một cơ hội nói chuyện. Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, được. Người phụ nữ thần bí cười nói, vậy thì quyết định như thế nhé. Diệp Huyên lại gật đầu. Hai người nhanh chóng biến mất. Trong tinh không nào đó, Mục Thiên nhìn bản đồ tinh vực trong tay, im lặng không nói một lời. Lúc này, tinh vực trước mặt bọn họ đột nhiên rung lên, sau đó, không gian kia chợt nứt ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Chính là Đông Lý Chiến. Mục Thiên cất bản đồ tinh vực trong tay đi, lão nhìn về phía Đông Lý Chiến, vì một người mà hy sinh nhiều người hơn, tính thế nào cũng thấy không đáng. Đông Lý Chiến cười nói, mấy các hạ đến đây chẳng lẽ chỉ vì giết chết thiếu chủ của bất tử đế tộc ta, hình như không phải nhỉ. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến, vậy thì đánh nhau thôi. Đông Lý Chiến lắc đầu, không vội. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến, ta cũng không vội. Lúc này, những thánh ngôn sư sau lưng lão đột nhiên dừng lại, bọn họ đã đả thông lối đi không gian đến vũ trụ ngũ duy, còn đã bố trí truyền tống trận. Chỉ cần đi vào truyền tống trận, không tới một khắc sẽ có thể đến được vũ trụ ngũ duy. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến, Trần Tiên tông chủ, cho người của ông đi tới vũ trụ ngũ duy đi. Trần Tiên gật đầu, lão ta vung tay phải, mấy chục cường giả siêu cấp đi vào trong trận truyền tống không gian. Nét mặt Đông Lý Chiến vẫn vô cùng bình tĩnh. Thấy thế, Mục Thiên hơi nhíu mày. Chắc chắn đối phương có chỗ dựa. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ trong trận truyền tống không gian. Tông chủ thần tông xa sầm mặt, vì người của lão ta đều đã chết. Không chỉ thế mà những lối đi không gian kia cũng bị hai cô gái chém vỡ. Lúc này, một người áo đen xuất hiện bên cạnh Mục Thiên, người áo đen nhỏ giọng nói mấy câu. Mục Thiên quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, bên trong có hai kiếm tu cấp bậc phàm cảnh đỉnh cao. Thần ngôn sư xa sầm mặt, ông ta biết Mục Thiên đang nói đến hai người phụ nữ kia. Hai người này thật sự rất khó đối phó. Vì người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Thần ngôn sư nhìn về phía tông chủ thần tông Trần Thiên, Trần tông chủ, hai người này phải giao cho Trần tông chủ và thái thượng trưởng lão của quý tông rồi. Nhớ kỹ là đừng liều mạng với bọn họ, chỉ cần giữ chân họ là được. Trần Tiên gật đầu, được. Dứt lời, lão ta và một ông lão bên cạnh lập tức biến mất. Mục Thiên nhìn về phía Đông Lý Chiến cười khẽ, không hề có hành động gì. Bây giờ ông ta đang muốn kéo dài thời gian.
vì ông ta tin tưởng thực lực của Mộ Niệm Niệm và Đồ, tiếp tục kéo dài, hai người Trần Tiên Tông chủ chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Dù sao ông ta cũng không thể ra tay trước. Vì tinh vực này có mấy nghìn trận pháp, nếu bất tử đế tộc ra tay trước thì sẽ chịu tổn thất nặng nề. Mục Thiên nhìn về phía Thần Ngôn Sư, hai người họ có thể đấu lại hai cô gái kia chứ? Thần Ngôn Sư lắc đầu. Dù là ông ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng một người trong hai người họ. Chỉ có người bảo vệ mới có thể chống lại hai người, còn hai người Trần Tiên chỉ có thể giữ chân họ thôi. Thấy Thần Ngôn Sư lắc đầu, Mục Thiên xa sầm mặt. Nếu tiếp tục như thế sẽ rất bất lợi với bọn họ. Mục Thiên chợt nhìn về phía Ma Y cô nương, xin cô đi đến vũ trụ ngũ duy. Ma Y nhìn Mục Thiên, đi tàn sát tinh vực ư. Mục Thiên gật đầu, ánh mắt lạnh như băng, thẳng tay tàn sát, để bọn họ không thể không chủ động tấn công chúng ta. Nhưng Ma Y lại lắc đầu, sinh linh của vũ trụ ngũ duy cũng không làm gì sai, không thể tàn sát bọn họ được. Ông có thể dùng vũ trụ ngũ duy để uy hiếp người mang ách thể kia, nhưng không thể thật sự tàn sát sinh linh nơi đó. Mục Thiên xa sầm mặt, Ma Y cô nương, bây giờ đang liều mạng với nhau, trên chiến trường phải bất chấp mọi thủ đoạn. Cô gái nhìn Mục Thiên, chúng ta là người bảo vệ của pháp tắc vũ trụ, mà nhiệm vụ của pháp tắc vũ trụ là bảo vệ hòa bình và trật tự của vũ trụ, chứ không phải tàn sát sinh linh. Bất tử đế tộc cố chấp bảo vệ người ách thể đương nhiên phải tiêu diệt, nhưng sinh linh của vũ trụ ngũ duy lại không hề nhúng tay vào chuyện này, bọn họ đã làm gì sai? Sắc mặt của Mục Thiên hơi khó coi, Ma Y cô nương, bây giờ chúng ta đang đánh trận, chiến tranh vốn tàn khốc như thế, tuyệt đối không thể nhân từ. Chúng ta. Ma Y ngắt lời Mục Thiên nguyên soái, chiến tranh đúng là rất tàn khốc, nhưng mục đích của chúng ta cũng không phải là tàn sát sinh linh, mà là bảo vệ sinh linh của vũ trụ, để vũ trụ có trật tự. Nếu vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, tàn sát sinh linh, vậy việc bảo vệ của chúng ta còn ý nghĩa gì nữa? Mục Thiên nhìn chằm chằm Ma Y, vậy người của chúng ta thì sao? Đi từ nơi xa xôi đến đây, mạng của chúng ta thì không phải mạng sao? Ma Y lắc đầu, Mục Thiên nguyên sái, năm đó lúc thần đình vũ trụ ta giúp đỡ Vương Triều Đại Hành, Vương Triều Đại Hành từng đồng ý rằng nếu thần đình cần gì, Vương Triều Đại Hành sẽ không từ chối. Có nhân mới có quả, đây là Vương Triều Đại Hành nợ chúng ta. Hơn nữa lần này các ông đến đây cũng là vì lợi ích, chứ không phải hoàn toàn chỉ vì lời kêu gọi của thần đình vũ trụ. Các ông cũng muốn mượn lực lượng của thần đình vũ trụ ta tiêu diệt bất tử đế tộc, sau đó ăn chia vũ trụ này. Mục Thiên im lặng. Trước đây, thần đình vũ trụ thật sự từng giúp đỡ Vương Triều Đại Hành, hơn nữa, đúng như lời của Ma Y, mục đích của Hoàng đế Đại Hành chính là ăn chia địa bàn của bất tử đế tộc. Ma Y xoay người nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, thần đình phát động chiến tranh là vì bảo vệ trật tự vũ trụ, không để cho người ách thể tiếp tục sống sót, chứ không phải vì tàn sát sinh linh. Mục Thiên nguyên soái, Diệp Huyên là người mang ách thể, nhưng vũ trụ ngũ duy không phải, vì thế... Thần đình vũ trụ ta sẽ chỉ nhằm vào hắn và người của hắn, vũ trụ ngũ duy không giúp hắn, chúng ta sẽ không đi tàn sát vũ trụ ngũ duy. Mục Thiên nhìn Ma Y, vậy theo cô, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ là chủ động tấn công? Ma Y nói, ta đi tới vũ trụ ngũ duy, chắc chắn bọn họ sẽ phái người ngăn cản ta. Cho nên hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Mà bây giờ, bọn họ đã rời khỏi vũ trụ cửu duy. Chúng ta cũng có thể không cần tấn công vũ trụ cửu duy nữa, mục đích đã đạt được, cho nên lập tức tấn công đi. Nếu không, đợi khi hai kiếm tu kia rảnh tay, tình hình cuộc chiến sẽ càng bất lợi hơn với chúng ta hơn. Mục Thiên im lặng. Lão vẫn muốn lợi dụng vũ trụ ngũ duy để đe dọa bất tử đế tộc, vì chỉ cần bọn họ ra tay với vũ trụ ngũ duy, chắc chắn bất tử đế tộc sẽ không ngồi yên. Nhưng bất đắc dĩ là thần đình vũ trụ lại không cho. Quá bảo thủ, tín ngưỡng chết tiệt. Mục Thiên hít sâu một hơi, sau đó hét to, kỵ binh đại hành đâu? Có mặt. Khoảng 60.000 kỵ binh đại hành ở phía sau đồng thanh hét to, âm thanh như sấm mùa xuân, chấn động cả tinh không. Mục Thiên tức giận chỉ vào Đông Lý Chiến, hét to, bất tử đế tộc, giao một người ra có thể đổi lấy mạng vô số người, đây là cơ hội cuối cùng của bất tử đế tộc ngươi. Đông Lý Chiến im lặng. Ma Y nhìn về phía Đông Lý Chiến, nếu chịu giao người ách thể ra, bất tử đế tộc có thể tiếp tục truyền thừa.
Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, ra tay đi. Mục Thiên đột nhiên giơ tay phải, sau đó vung xuống, kỵ binh tấn công. Xông lên. Hơn 60.000 kỵ binh đồng loạt hét to, sau đó lao về phía Đông Lý Chiến. Kỵ binh xông lên, tinh không chấn động. Đông Lý Chiến đột nhiên lên tiếng, huyết kỵ bất tử đâu? Chúng ta ở đây. Tiếng hô như sấm, đinh tai nhức óc vang lên từ sau lưng Đông Lý Chiến. Sau đó, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, một khắc sau, hơn 1.000 huyết kỵ bất tử xông lên. Đông Lý Chiến nhìn 60.000 kỵ binh đang lao tới kia, giết. Giết. Hơn 1.000 kỵ binh cầm thương gào thét, một khắc sau, bọn họ đồng loạt xông lên. 1.000 đấu với 60.000. Dù kỵ binh bên phía bất tử đế tộc ít hơn, nhưng khí thế của 1.000 người lại không thua 60.000 người kia chút nào. Thực lực của vương triều đại hành vẫn có chênh lệch nhất định với bất tử đế tộc. Nếu đơn độc tác chiến, chỉ có thần đình vũ trụ mới có thể sánh bằng bất tử đế tộc. 1.000 người chống lại 60.000. Trong tinh không, kỵ binh hai bên vừa mới tiếp xúc, huyết kỵ bất tử đã giết ra một con đường máu. Nhưng những kỵ binh của vương triều đại hành cũng không phải kẻ vô dụng, vừa nhìn đã biết những kỵ binh này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không ai sợ chết cả. Hai bên đấu với nhau lần đầu, vương triều đại hành thoáng chốc chết mấy trăm người, mà những huyết kỵ bất tử kia cũng chết mất hơn 30 người. Sau khi đấu một lượt, hai bên đổi vị trí, mấy trăm thi thể cùng với máu tươi chậm rãi rơi xuống từ chân trời. Thống lĩnh Đông Lý Mạc của huyết kỵ bất tử đột nhiên cầm trường thương hét to, chuẩn bị. Huyết kỵ bất tử sau lưng ông ta nhanh chóng xếp hàng, dàn xong đội hình. Đông Lý Mạc tức giận chỉ về phía đám kỵ binh đại hành, xông lên. Ông ta vừa dứt lời, huyết kỵ bất tử phía sau lập tức xông lên. 1.000 người đồng loạt tiến về phía trước như muốn đạp vỡ tinh không, uy thế cực kỳ đáng sợ. Thống lĩnh của đám kỵ binh đại hành cũng chĩa thương về phía huyết kỵ bất tử, hét to, gặp nhau nơi chiến trường, kẻ dũng là kẻ thắng. Xông lên. Vừa dứt lời, những kỵ binh đại hành sau lưng gã ta lập tức xông lên. Ầm ầm ầm. Trong tinh không, kỵ binh hai bên không chút vẽ vời mà cứ thế va vào nhau. Sau một trận giao chiến, hai bên lại đổi vị trí, tiếp tục có mấy trăm thi thể rơi xuống từ chân trời. Bên phía vương triều đại hành vẫn chết nhiều người hơn, khoảng hơn 600 người, mà bên huyết kỵ bất tử cũng có mấy chục người chết. Bên dưới, nét mặt Mục Thiên rất bình tĩnh, nhưng tay phải của lão lại đang nắm chặt. Một trận giao chiến cho lão biết, chiến lực của vương triều đại hành và bất tử đế tộc vẫn có chênh lệch. Mục Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, bất tử đế tộc truyền thừa cả triệu năm, được xem như gia tộc đứng đầu chư thiên vạn giới, vương triều đại hành so sánh với bọn họ đương nhiên vẫn có sự chênh lệch. Một bên khác, Đông Lý Chiến nhìn những huyết kỵ bất tử rơi xuống từ trên chân trời, trong lòng đang rỉ máu. Những người này đều được bất tử đế tộc dày công bồi dưỡng. Mỗi người đều được bồi dưỡng ít nhất mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm. Lúc này, Đông Lý Đình nơi chân trời đột nhiên hét to, chuẩn bị. Không đến 900 huyết kỵ bất tử còn lại sau lưng ông ta nhanh chóng dàn trận. Đông Lý Đình chỉ trường thương về phía trước, hét to, xông lên. 900 người lập tức lao ra như cung tên rời nỏ. Thống lĩnh kỵ binh của vương triều đại hành cũng chỉ trường thương, gào thét giết. Vừa dứt lời, mấy chục nghìn kỵ binh sau lưng gã ta lập tức xông lên. Kỵ binh hai bên lại bắt đầu giao chiến, đạp rách cả tinh không. Lúc này, Đông Lý Chiến ở bên dưới đột nhiên cất lời, đạo binh. Đông Lý Chiến vừa dứt lời, không gian sau lưng ông ta đột nhiên nứt vỡ, sau đó, mấy chục nghìn người bước ra. Bất tử đạo binh. Khoảng 40.000 người. Tất cả đạo binh của bất tử đế tộc đều ở đây. Người cầm đầu chính là Đông Lý Đình thống lĩnh đạo binh. Đông Lý Chiến nhìn 200.000 binh sĩ tinh nhuệ sau lưng Mục Thiên ở chân trời, tiêu diệt bọn họ. Giết! 40.000 người giận dữ hét lên, một khắc sau, bọn họ lập tức lao về phía chân trời. 40.000 người đấu với 200.000 người. Không có ưu thế về số người, nhưng lại khí thế bừng bừng. Rõ ràng là muốn quyết chiến. Mục Thiên bình tĩnh nói, bộ binh bước ra khỏi hàng. 200.000 binh sĩ sau lưng lão lập tức tiến lên, nhịp bước đồng đều,
không hề rối loạn. Nét mặt Mục Thiên không chút cảm xúc, giết. 200.000 binh sĩ lập tức xông lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh thoáng chốc rung động, một khắc sau, vô số cường giả xông lên. Tất cả đều là cường giả của bất tử tộc. Khoảng hơn mấy chục vạn. Những cường giả này đều do bất tử đế tộc điều đến từ vũ trụ thất duy, vũ trụ bát duy và thập giới. Tinh nhuệ của bất tử đế tộc thật sự không nhiều, nhưng cường giả bình thường lại rất nhiều, dẫu sao cũng quản lý cả ba vũ trụ và thập giới mà. Nếu đấu với thần đình vũ trụ, những cường giả bình thường này không có tác dụng lớn lắm, nhưng nếu chống lại binh sĩ của vương triều đại hành, những cường giả này không hề vô dụng một chút nào. Đột nhiên có mấy trăm nghìn cường giả xuất hiện, sắc mặt Mục Thiên lập tức thay đổi. Vương triều đại hành đấu với bất tử đế tộc vốn là nằm ở thế yếu. Mà bây giờ cả số lượng cũng bị áp đảo, sao có thể đánh thắng được? Mục Thiên quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư đột nhiên nói, ra tay. Mấy chục thánh ngôn sư và mấy trăm thiên ngôn sư sau lưng ông ta đột nhiên mặc niệm thần chú, một khắc sau, toàn bộ tinh không rung động kịch liệt, sau đó, vô số tia chớp thần bí xuất hiện xung quanh, không chỉ có sấm chớp mà còn có vô số lưỡi gió cùng với cầu lửa. Pháp thuật. Mấy chục thánh ngôn sư và thiên ngôn sư đồng loạt làm phép là chuyện đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10.000 cường giả bất tử đế tộc bị giết chết. Thấy thế, Đông Lý Chiến bên dưới lập tức xa sầm mặt, thực lực của những ngôn sư này thật sự quá đáng sợ. Cường giả bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Đông Lý Chiến cất lời, ảnh tử vệ. Ông ta vừa dứt lời. Hơn trăm tàn ảnh đột nhiên xông về phía những thánh ngôn sư và thiên ngôn sư kia. Đây đều là những sát thủ mà bất tử đế tộc chú tâm bồi dưỡng. 19 người vẫn luôn đi theo Diệp Huyên chính là tinh nhuệ trong ảnh tử vệ. Nhưng hơn 100 người này còn chưa đến gần những ngôn sư kia đã bị một đám người áo đen ngăn lại. Ám điện. Nhóm người này cũng là sát thủ. Hai bên không hề nói nhảm câu nào mà lập tức đánh nhau. Đều là sát thủ, hai bên giao thủ một cách vô cùng kỳ lạ, chỉ thấy đao quang chứ không thấy bóng người. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên nói, thần tông đạo binh. Lão vừa dứt lời, mấy nghìn cường giả thần tông lập tức xông lên. Mục tiêu của bọn họ không phải ai khác mà chính là đám huyết kỵ bất tử kia. Mục Thiên biết chỉ cần giải quyết những huyết kỵ bất tử này, khi đó, kỵ binh của vương triều đại hành sẽ có thể tấn công những đạo binh kia. Kỵ binh đối mặt với bộ binh luôn chiếm ưu thế lớn. Mấy nghìn thần tông đạo binh này đều là cường giả tinh nhuệ của thần tông, nếu để bọn họ tham gia vào trận chiến giữa hai kỵ binh thì huyết kỵ bất tử sẽ hết sức bất lợi. Đông Lý Chiến bên dưới cất lời, vũ thần vệ. Ông ta vừa dứt lời, mấy nghìn mũi tên đột nhiên phá không bay đi, ngăn lại mấy nghìn thần tông đạo binh kia. Sau khi ngăn những thần tông đạo binh kia lại, vũ thần vệ tiếp tục ra tay, mấy nghìn mũi tên bay lên cao. Nhắm thẳng về phía những kỵ binh đại hành kia. Sắc mặt thống lĩnh kỵ binh đại hành thay đổi, gã ta hét to, kỵ binh ngoài vòng phòng ngự. Gã ta dứt lời, kỵ binh đại hành ở vòng ngoài lập tức lấy một tấm khiên ra, sau đó nhanh chóng áp sát. Ầm 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 ầm. Đa số những mũi tên kia đều bị khiến chặn lại, nhưng cũng đã chết hơn 1.000 người. Lúc này, huyết kỵ bất tử đúng lúc xông đến, trong nháy mắt. Đội hình của kỵ binh đại hành lập tức bị tan rã, hơn nghìn kỵ binh bị giết chết, thi thể chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Vũ thần vệ đang muốn ra tay, lúc này, những đạo binh thần tông lập tức lao về phía những vũ thần vệ kia. Đông Lý Chiến thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn sang bên kia, lúc này, cường giả do bất tử đế tộc gọi tới từ thế giới khác đang chết đi với một tốc độ rất nhanh. Những ngôn sư kia quá đáng sợ. Mấy trăm người tàn sát mấy trăm nghìn người. Phải giải quyết đám ngôn sư này thôi. Ngôn sư là cường giả hàng đầu của thần đình vũ trụ, đừng nói là những cường giả bình thường này, dù là tinh nhuệ của bất tử đế tộc cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đây hoàn toàn là áp đảo về chiến lực. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Đông Lý Chiến, Diệp Huyên nhìn về phía đám ngôn sư kia, giao bọn họ cho ta. Dứt lời, hắn đi về phía chân trời. Thấy cảnh này, sắc mặt Đông Lý Chiến thay đổi, ông ta lập tức lên tiếng, tộc vệ. Vừa dứt lời, hơn 100 người đột nhiên vọt ra từ không gian sau lưng ông ta.
những người này đều là những người trẻ tuổi. Thiên tài yêu nghiệt thế hệ trẻ của bất tử tộc. Đều là thiên vị cảnh. Bất tử đế tộc bồi dưỡng nhóm thiên tài này còn hơn cả những bất tử đế quân đã chết kia. Vì những người này mới thật sự là tương lai của bất tử đế tộc. Đông Lý Chiến nhìn về phía thanh niên dẫn đầu, Đông Lý Thanh, bắt đầu từ giờ phút này, các ngươi phải nghe lệnh thiếu chủ. Thiếu niên tên Đông Lý Thanh chắp tay, tuân lệnh. Nói xong, y dẫn theo 120 người phía sau đi theo Diệp Huyên. Đông Lý Chiến không ngăn cản Diệp Huyên, vì ông ta biết nếu Diệp Huyên dám nói thế thì chắc chắn hắn có cách. Lúc này, mấy người cô gái áo gai cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Lần này, mục tiêu của ả ta chính là Diệp Huyên. Giết chết Diệp Huyên. Tội nhân ách thể. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một cái hộp xuất hiện trong tay hắn. Thấy cái hộp này, mấy người ma y đều nhíu mày, đây là thứ gì? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ma y, tốt nhất ngươi nên ngăn cản tên này lại. Ma y lập tức không chút do dự cất lời, ngăn cản hắn. Nàng ta vừa dứt lời, Mục Thiên ở bên cạnh lập tức lên tiếng, kim giáp quân. Một đám thị vệ mặc kim giáp lập tức lao về phía Diệp Huyên bên dưới. Tận mấy nghìn người. Những người này mới là tinh nhuệ thật sự của Vương Triều Đại Hành. Thấy những người này xông lên, Đông Lý Thanh lập tức muốn ra tay, nhưng Diệp Huyên lại ngăn cản bọn họ, hắn vung tay phải, một đám yêu thú lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Một con khỉ, một con gà, một con dê, một con lợn. Diệp Huyên nhìn về phía con khỉ, đại hầu, lên. Đại hầu nhặt một cây gậy sắt lên xông tới, vung ra một gậy. Mấy chục thị vệ kim giáp bị nó dùng gậy đánh nát, sau khi xông vào trong đám người, lối đánh của nó bắt đầu thay đổi. Từng gậy đều đánh vào háng người khác. Ai mà chịu được? Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong tinh không. Lúc con khỉ ra tay, con lợn kia cũng tông về phía những binh sĩ kim giáp kia. Cú tông này làm khoảng 100 cường giả kim giáp bị đánh vỡ thành thịt nát, mà sau khi tông chết người, nó lập tức ăn luôn, vừa ăn vừa tông. Cùng lúc đó, gà và dê cũng xông vào trong đám người, cách đánh nhau của dê cũng giống như lợn, gặp người là sẽ đụng đầu, không gian cũng bị nó đụng sập, mà nó cứ cố ý đâm vào mông của người khác cũng không biết ai dạy nó nữa. Cách đánh nhau của con gà kia cũng hơi đáng sợ, nó gặp người là sẽ mổ, chuyên mổ óc người, mổ một cái chết một người, xung quanh không ngừng có tiếng óc vỡ vang lên. Mấy con yêu thú cứ thế áp đảo mấy binh sĩ kim giáp kia. Tất cả mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Đây là thứ gì thế? Diệp Huyên ở bên dưới nhân cơ hội mở hộp ra. Cái hộp vừa mở ra, một nhóc màu trắng lông xù xuất hiện. Vào lúc nhóc xuất hiện, linh khí xung quanh chợt tập trung về phía nhóc, tình cảnh cực kỳ kỳ lạ. Lúc này, vô số ánh mắt của người xung quanh đều nhìn về phía nhóc màu trắng kia, trong mắt đầy vẻ tò mò, đây là thứ gì vậy? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóc màu trắng, nhóc nhảy về phía trước, vui cùng vô vẻ, bạch. Nhóc màu trắng dụi đôi mắt lim dim, khi nhìn thấy tiểu tháp, nhóc hé miệng cười, nhẹ nhàng sờ tiểu tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên lập tức lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho nhóc màu trắng, nhìn thấy kẹo hồ lô, nhóc màu trắng lập tức sáng mắt lên, cầm lấy kẹo hồ lô, sau đó bắt đầu liếm. Vẫn là nhóc màu trắng quen thuộc đó. Thần ngôn sư ở chân trời nhìn chằm chằm nhóc màu trắng, linh tổ. Nói xong, nét mặt ông ta dần trở nên nặng nề. Lúc này, Diệp Huyên bên dưới đột nhiên nói, bạch, giúp ta đánh nhau được không? Nhóc màu trắng nhìn về phía Diệp Huyên lại lấy một que kẹo hồ lô ra, nhóc màu trắng cười híp mắt, cầm lấy kẹo hồ lô, gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên vội vàng xoay người chỉ vào đám người thánh ngôn sư, mau ngăn cản bọn họ. Nhóc màu trắng nhìn đám người thánh ngôn sư, nhóc chớp mắt, sau đó vung móng vuốt nhỏ. Trong nháy mắt, tia chớp và gió lửa trong tinh không lập tức biến mất tăm. Đều biến mất hết. Thấy cảnh này, hai bên đều bối rối. Mấy người ngôn sư bắt đầu làm phép, vô số lực lượng nguyên tố trong tinh không nhanh chóng tụ tập lại. Lúc này, nhóc màu trắng lại vung móng vuốt. Những lực lượng nguyên tố kia lại biến mất.
mấy người ngôn sư đều ngơ ngác. Nhóc màu trắng liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn đám ngôn sư, hé miệng cười, như muốn nói các ngươi tiếp tục đi. Đám ngôn sư lập tức muốn ra tay, nhưng lại bị thần ngôn sư ngăn cản. Thần ngôn sư nhìn nhóc màu trắng bên dưới, linh tổ các hạ, người thân là linh tổ, vì sao lại muốn giúp đỡ tên mang ách thể này chứ? Nhóc màu trắng liếm kẹo hồ lô, nhóc chỉ về phía Diệp Huyên, sau đó lại chỉ mình. Rõ ràng là muốn nói Diệp Huyên với nhóc là một phe. Thần ngôn sư nhìn nhóc màu trắng, hắn là tội nhân ách thể. Nhóc màu trắng chớp mắt, tiếp tục liếm kẹo hồ lô, những lời của thần ngôn sư, nhóc hoàn toàn không hiểu. Tội nhân ách thể gì cơ? Có ngon như kẹo hồ lô không? Thần ngôn sư sa sầm mặt, mẹ kiếp, ông ta phát hiện mình và linh tổ này không thể trao đổi với nhau. Lúc này, những cường giả của bất tử đế tộc bị ngôn sư ngăn cản trước đó đã xông về phía mấy binh sĩ của Vương Triều Đại Hành. Có sự gia nhập của những cường giả này, Vương Triều Đại Hành sao có thể chống lại được? Mục Thiên nhìn về phía thần ngôn sư đột nhiên tiến một bước về phía trước, ông ta nhẹ nhàng đè tay phải xuống. Trong tinh không có vô số tia chớp tập trung lại, một khắc sau, những tia chớp này đánh thẳng xuống. Trong nháy mắt, một áp lực vô hình xuất hiện, như muốn nghiền nát vùng tinh không này vậy. Diệp Huyên ở bên dưới mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, nhóc màu trắng hít nhẹ một hơi, ngay lập tức, những thần lôi trong tinh không trở nên hư ảo, sau đó dần biến mất. Thấy thế, Diệp Huyên sững sờ. Cứ thế biến mất ư. Nét mặt của thần ngôn sư trong tinh không cũng trở nên cứng đờ. Ông ta cũng không ngờ những thần lôi này của mình lại cứ thế biến mất. Bên dưới, nhóc màu trắng liếm kẹo hồ lô, tỏ vẻ như rất vô hại. Lúc này, mấy cường giả của Vương Triều Đại Hành đã bị đánh bại, vì bây giờ bên phía bất tử đế tộc đã áp đảo cả Vương Triều Đại Hành và thần tông về số người. Mục Thiên nhìn về phía thần ngôn sư, ánh mắt tựa như đao, thần đình vũ trụ không được che giấu thực lực nữa. Lão biết chắc chắn thần đình vũ trụ chưa dốc toàn lực. Thần ngôn sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Y, nàng ta hiểu ý, lập tức bay về phía nhóc màu trắng. Phải giải quyết nhóc màu trắng này, nếu không, những ngôn sư kia sẽ không làm gì được nữa. Thấy Ma Y bay đến, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm xông tới. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng tận trời cao. Ma Y trên chân trời chợt đánh một chưởng xuống. Ầm! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên bị đánh lùi về chỗ cũ, vừa chạm đất, thân thể của hắn đã nứt ra, mà lúc này, nhóc màu trắng vung móng lên, một luồng tử khí bao phủ lấy Diệp Huyên, trong nháy mắt, thân thể bị nứt của Diệp Huyên lập tức hồi phục. Lúc này, Ma Y đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và nhóc màu trắng. Nàng ta vừa định ra tay thì một tàn ảnh xuất hiện trước mặt. Ầm. Không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức nổ tung. Người ra tay chính là tộc trưởng Đông Lý Tịnh của bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn Ma Y, vùng ống tay áo, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, bà lập tức biến mất. Ma Y chợt đánh tới một quyền. Cú đấm này khiến tất cả mọi người trong tinh không đều dừng lại. Vực. Đây là võ vực, hơn nữa còn không phải võ vực bình thường. Trong võ vực, Đông Lý Tịnh trợn mắt, bà nắm chặt tay phải, huyết mạch bất tử trong cơ thể lập tức sôi trào, trong nháy mắt, huyết mạch chi lực dâng lên. Sau khi huyết mạch chi lực dâng lên, Đông Lý Tịnh lập tức đánh ra một quyền. Quyền đấu quyền. Ầm. Sau một tiếng nổ chấn động đất trời, hai người đồng thời lùi về phía sau. Lúc này, một tàn ảnh đột nhiên bay đến trước mặt Đông Lý Tịnh. Điện chủ ám điện. Rõ ràng là muốn giết chết Đông Lý Tịnh. Nếu có thể ám sát tộc trưởng của bất tử đế tộc, vậy chắc chắn sĩ khí của bất tử đế tộc sẽ giảm mạnh. Đáng tiếc là ông ta mới xuất hiện trước mặt Đông Lý Tịnh, một bóng đen đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta. Người ra tay chính là thống lĩnh ảnh tử vệ của bất tử đế tộc. Thật ra y vẫn luôn quan sát điện chủ ám điện. Khi thống lĩnh ảnh tử vệ xuất hiện, điện chủ ám điện chợt biến mất, sau đó thống lĩnh ảnh tử vệ cũng không thấy tăm hơi. Hai người giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đông Lý Tịnh nhìn về phía Ma Y, bà chậm rãi siết chặt tay phải, huyết mạch bất tử trong người không ngừng dao động.
bà có huyết mạch bất tử trong người, chỉ cần không bị giết chết trong nháy mắt, nếu nói về trường kỳ kháng chiến, bà thật sự không sợ ai cả. Lúc này, không gian phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, hai tia kiếm quang bay ra. Hai người xuất hiện chính là Mộ Niệm Niệm và Đồ. Trong tay hai người cầm hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Là đầu của tông chủ và thái thượng trưởng lão của thần tông. Hai cô gái đã giết chết hai người. Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả của thần tông lập tức thay đổi. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Ma Y, nàng đột nhiên biến mất, lúc này, thần ngôn sư thầm đọc thần chú, một khắc sau, vô số lá bùa màu đỏ xuất hiện xung quanh Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm chém một kiếm xuống. Lá bùa lập tức nổ tung, nhưng lúc này, có những tia chớp đánh xuống đầu nàng. Nét mặt Mộ Niệm Niệm rất bình tĩnh, nàng giẫm nhẹ chân phải, biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Thần ngôn sư lại muốn ra tay, nhưng lúc này, Diệp Huyên bên dưới chợt cất lời, nhóc, giúp đỡ đi. Nhóc màu trắng chớp mắt, nhóc nhìn về phía thần ngôn sư, nâng tay lên, thần ngôn sư vừa niệm thần chú, nhưng trong nháy mắt, linh khí xung quanh ông ta đã bị rút sạch. Thần ngôn sư hoảng hốt. Thần ngôn sư cần cái gì nhất, chính là linh khí và năng lượng nguyên tố. Mà lúc này, linh khí xung quanh ông ta lại bị hút sạch. Không chỉ có linh khí mà cả năng lượng nguyên tố cũng mất hết. Đây là thứ gì vậy? Thần ngôn sư nhìn xuống nhóc màu trắng bên dưới, nhóc hé miệng cười, tỏ vẻ rất vô hại. Còn cười. Thần ngôn sư ngây người, nó đang giễu cợt mình à? Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện trước mặt thần ngôn sư, sắc mặt ông ta thay đổi, ông ta lập tức lùi về sau, bay ra xa nghìn trượng. Vụt. Chiêu kiếm của Mộ Niệm Niệm chém vào không khí. Diệp Huyên ở bên dưới chợt nói, Niệm tỷ, giết chết những ngôn sư kia đi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Mộ Niệm Niệm lập tức xoay người tấn công những ngôn sư kia. Mấy ngôn sư thay đổi sắc mặt, lập tức muốn niệm thần chú. Lúc này, nhóc màu trắng lại vung móng vuốt. Trong nháy mắt, linh khí và năng lượng nguyên tố trong phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh mấy ngôn sư kia cứ thế bị hút sạch. Tất cả thần chú đều không thể sử dụng. Mấy ngôn sư đều ngây người. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đã tấn công tới, trong nháy mắt, năm thánh ngôn sư đã bị giết chết. Sau khi không thể sử dụng thuật pháp, chiến lực của những ngôn sư này thật sự quá yếu. Thấy cảnh này, sắc mặt thần ngôn sư thay đổi, ông ta chợt quát to, thiên đạo nơi này đâu? Thiên đạo. Chỉ có thiên đạo mới có thể tập trung lại linh khí, thiên đạo ngưng tụ linh khí một lần nữa thì bọn họ sẽ có thể chiến đấu, vì thế, ông ta lập tức kêu gọi thiên đạo. Thần đình vũ trụ trông coi trật tự của toàn bộ vũ trụ, thiên đạo của nơi nào cũng phải nể mặt. Một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tinh không, sau khi nó xuất hiện, cả tinh không bắt đầu rung rung. Linh khí xung quanh cũng hơi dao động, dần dà, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Thiên đạo. Đây là thiên đạo của tinh vực này, thực lực không mạnh lắm, nhưng cũng không yếu. Nhóc màu trắng bên dưới nhìn thiên đạo, tiếp tục liếm kẹo hồ lô, mà trong mắt nhóc còn lộ vẻ tham lam. Linh khí của thiên đạo này thật dồi dào. Cách đó không xa, thần ngôn sư lấy thần lệnh ra, ông ta nhìn thiên đạo, ta lệnh cho ngươi. Lập tức điều động tất cả linh khí ở nơi này, bổ sung linh khí cho chúng ta. Thiên đạo kia mặc kệ thần ngôn sư, nàng ta nhìn xuống tiểu bạch, im lặng một lát rồi lại nhìn về phía thần ngôn sư, nổi giận bổ sung cái mẹ nhà ngươi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Đã xác nhận là người không thể trêu vào. Đây là linh tổ đấy. Bổ sung linh khí. Đứa nhóc này chỉ cần hít một hơi, đừng nói là linh khí. Dù là thiên đạo như nàng ta cũng có thể bị hút vào. Cướp linh khí với linh tổ. Có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thiên đạo vừa chạy trốn cũng rất bực mình, thần đình vũ trụ này có bệnh à. Bảo nàng ta đi đối phó với linh tổ. Đó là linh tổ đấy. Hành động này cũng giống như bảo nhi tử đi đánh phụ thân vậy, đánh cái đếch gì được. Có khác nào đẩy bà đây vào trong hố lửa đâu. Thiên đạo đột nhiên rời đi khiến thần ngôn bối rối. Ông ta không tức giận, chỉ có tâm trạng càng nặng nề hơn. Thiên đạo bỏ đi chỉ có một cách giải thích. Đó là sợ linh tổ này. Nhưng lúc này,
nhóc màu trắng bên dưới đột nhiên vung tay về phía tinh không. Nhóc vừa vung tay, thiên đạo ở sâu trong tinh không lập tức dừng lại. Ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện trên đầu mọi người. Chính là thiên đạo vừa rời đi trước đó. Nàng ta bị nhóc màu trắng gọi về rồi. Nhóc màu trắng nhìn thiên đạo, hé miệng cười, sau đó nhóc chỉ về phía thần ngôn sư, sau đó nắm chặt vuốt lại. Hàm ý rất rõ ràng. Đánh ông ta. Thiên đạo im lặng không nói gì. Nàng ta không dám đối đầu với linh tổ, nhưng cũng không muốn đối đầu với thần đình vũ trụ. Thấy thiên đạo im lặng, nhóc màu trắng hơi nhíu mày, nhóc lại chỉ về phía thần ngôn sư, ý muốn vô cùng rõ ràng. Đánh ông ta. Thiên đạo hơi do dự, sau đó nói, ta có thể không đánh nhau không? Nhóc màu trắng chớp mắt, không nể mặt mình à. Nhóc màu trắng nhẹ nhàng hít mũi, hành động của nó khiến thiên đạo sợ đến mức hồn phi phách tán, vì căn nguyên của tinh vực này đang biến mất với một tốc độ rất nhanh. Thiên đạo vội vàng nói, đánh, ta đánh. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, nổi giận nói, các ngươi bị điên à. Tự nhiên lại đi động vào một vị linh tổ. Dứt lời, nàng ta lập tức biến thành thần lôi lao về phía thần ngôn sư. Thấy thế, thần ngôn sư lập tức đen mặt. Mẹ kiếp! Thần đình vũ trụ mình còn không có mặt mũi bằng linh tổ này. Ông ta không lề mề nữa. Lập tức làm phép niệm chú, nhưng lúc này ông ta mới phát hiện tất cả linh khí và năng lượng nguyên tố xung quanh mình đều bị nhóc màu trắng kia hút đi. Nhận ra được điều này, sắc mặt thần ngôn sư lập tức thay đổi, ông ta lập tức biến thành một tia sáng trắng biến mất. Đòn tấn công của thiên đạo rơi vào khoảng không, nàng ta lại xông về phía thần ngôn sư một lần nữa. Thật ra thiên đạo không đánh lại thần ngôn sư, nhưng nàng ta có nhóc màu trắng giúp đỡ. Có nhóc màu trắng, thần ngôn sư gần như phế một nửa rồi. Mộ Niệm Niệm ở bên kia cũng đã giết chết rất nhiều thánh ngôn sư, chỉ còn lại mười mấy người. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ nhóc màu trắng. Nhóc màu trắng đúng là thiên địch của những ngôn sư này. Vì những ngôn sư này quá lệ thuộc vào linh khí và năng lượng nguyên tố trong thiên địa. Còn linh khí và năng lượng nguyên tố thì quá lệ thuộc vào nhóc màu trắng, không đúng. Những linh khí và năng lượng nguyên tố này là sợ nhóc màu trắng. Nhóc màu trắng đánh ngôn sư chẳng khác nào phụ thân đánh nhi tử, đánh đến mức không thể làm gì được. Ở một bên khác, bất tử đế tộc đã hoàn toàn áp đảo thần tông và vương triều đại hành. Sau khi không có ưu thế về số người, vương triều đại hành và thần tông thật sự không thể đụng vào bất tử đế tộc. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì nhóc màu trắng đã làm ảnh hưởng những ngôn sư kia, nếu không, những ngôn sư này thật sự có thể đấu lại thiên quân vạn mã. Lúc này, Mục Thiên Nguyên Soái đột nhiên nhìn về phía thần ngôn sư đang đánh nhau với thiên đạo, hét lên, đến bây giờ mà thần đình vũ trụ vẫn không chịu dốc toàn lực ư. Lão biết thần đình vũ trụ vẫn chưa thể hiện thực lực chân chính của mình. Thần ngôn sư ở phía xa nhìn một vòng xung quanh, sau đó, ông ta xa sầm mặt, vương triều đại hành và thần tông hoàn toàn không thể chống lại bất tử đế tộc. Đây cũng là chuyện bình thường, dẫu sao cũng đang chiến đấu trên địa bàn của bất tử đế tộc, hơn nữa bên dưới còn có một linh tổ trông có vẻ vô hại. Linh tổ này còn đáng sợ hơn bất cứ một cường giả nào của bất tử đế tộc. Còn Ma Y và Mục Tiểu Đao đều đang bị kiềm chế, hoàn toàn không thể ngăn cản linh tổ. Thần ngôn sư đột nhiên đánh lui thiên đạo, sau đó ông ta nhìn xuống nhóc màu trắng, gằn giọng, giết chết linh tổ. Giết chết linh tổ. Ông ta biết nếu muốn chiến thắng thì phải giải quyết linh tổ này trước. Thần ngôn sư vừa dứt lời, không gian xung quanh mấy người Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo, một khắc sau, mấy trăm người áo đen cầm lưỡi hái đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Đều là cường giả thiên vị cảnh đỉnh cao. Mấy trăm người này vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía nhóc màu trắng. Cùng lúc đó, tinh không đột nhiên xuất hiện những cường giả thần bí tay cầm búa, có hơn cả nghìn người. Tất cả đều là cường giả thiên vị cảnh đỉnh cao. Sau khi xuất hiện, hơn 1.000 người này lập tức lao về phía đạo binh của bất tử đế tộc. Một đường tiến lên, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Sau một lượt đánh, bên phía bất tử đế tộc lập tức bị tổn thất mấy nghìn người, hơn một nửa trong đó đều là đạo binh của bất tử đế tộc. Dù là đạo binh cũng không thể ngăn cản những cường giả cầm búa này.
Lúc mấy cường giả cầm lưỡi hái lao về phía nhóc màu trắng, Diệp Huyên chợt lên tiếng, ngăn cản bọn họ. Dứt lời, hắn lập tức xông lên. Sau lưng hắn là yêu nghiệt và thiên tài của bất tử đế tộc. Dù chỉ hơn 100 người, nhưng chiến lực của bọn họ rất đáng sợ. Điều đáng nói là hơn 100 người này đều có huyết mạch bất tử, vì thế dù số ít đánh số nhiều, nhưng bọn họ hoàn toàn không sợ hãi, vì bọn họ rất khó bị đánh chết. Bên dưới, sắc mặt của Đông Lý Chiến trở nên hơi khó coi, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm hơn 1.000 cường giả cầm búa kia. Chiến lực của những người này quá đáng sợ. Cả đám người hung hăng tiến lên giống như một lưỡi dao sắc bén, đi tới đâu giết sạch tới đó. Đội hình của đạo binh lập tức rối loạn, hơn nữa còn thiệt hại nặng nề. Đông Lý Chiến chợt cất lời, ngự thần vệ. Ông ta vừa dứt lời, không gian sau lưng ông ta chợt nứt ra, một khắc sau, mấy trăm người xuất hiện, mấy trăm người này đều mặc chiến giáp màu tím, tay cầm trường thương cũng là màu tím. Ngự thần vệ. Đây có thể xem là đội quân mạnh nhất của bất tử đế tộc, tất cả đều có cảnh giới thiên vị cảnh đỉnh cao, còn thống lĩnh của ngự thần vệ thì đã đạt tới phàm cảnh rồi. Đông Lý Lang. Có thực lực đứng thứ hai trong bất tử đế tộc. Ngự thần vệ này là lá bài tẩy của bất tử đế tộc, trước đây vẫn không dùng đến chính là để đề phòng thần đình vũ trụ. Mà bây giờ, ông ta không thể không dùng. Vì nếu không dùng, bất tử đế tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đông Lý Lang ngẩng đầu nhìn về phía cường giả cầm búa của thần đình vũ trụ, một khắc sau, y đột nhiên biến mất. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu đám cường giả bùa ngắn đang xông pha trong tinh không đột nhiên bay lên đánh xuống một búa, bổ thẳng vào một thanh trường thương. Sắc mặt người đàn ông trung niên chợt thay đổi, sau đó ông ta ngã bay ra ngoài. Đông Lý Lang xuất hiện trước mặt đám cường giả cầm búa, y xoay cổ tay, trường thương thuận thế đảo qua. Oanh! Chiêu thương này khiến cường giả cầm búa liên tục lùi lại, vì thế, đội hình của bọn họ cũng trở nên rối loạn. Đông Lý Lang ném thương trong tay về phía trước. Vụt! Một cường giả trước mặt còn chưa kịp phản ứng đã bị một thương xuyên qua người. Đông Lý Lang nhìn về phía đám cường giả đang mang nét mặt đề phòng kia, giết. Y vừa dứt lời, mấy ngự thần vệ bên dưới lập tức bay lên, xông thẳng về phía mấy cường giả cầm búa. Đông Lý Lang đang muốn ra tay thì lúc này, y chợt híp mắt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, một tàn ảnh bay xuống từ trên trời, đạp một phát về phía y. Đông Lý Lang cũng đâm một thương lên. Oanh! Toàn bộ tinh không chợt rung động, sau đó nứt ra, Đông Lý Lang cũng rơi xuống từ trên không trung. Lúc này, chỗ Đông Lý Lang vừa đứng có một người đàn ông trung niên, người đàn ông chắp hai tay sau lưng, giữa chân mày có một vết thương rất nhỏ. Tổ Mông! Điện chủ chiến điện của thần đình vũ trụ. Lúc này, Đông Lý Lang ở bên dưới đột nhiên biến mất, Tổ Mông cũng đánh tới một quyền. Cú đấm này khiến tinh không trước mặt ông ta biến thành hư vô, nhưng ông ta cũng lùi lại mấy trăm trượng. Mà Đông Lý Lang lại đứng ở vị trí ông ta vừa đứng. Đông Lý Lang chĩa trường thương xuống dưới, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Tổ Mông nhìn Đông Lý Lang, ngăn cản bọn họ. Ông ta vừa dứt lời, không gian xung quanh chợt nứt ra, hơn 100 cường giả tay cầm trường đao xuất hiện. Cường giả chiến điện. Không đông lắm, chỉ có 120 người. Hơn 100 người này tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, mà mục tiêu của bọn họ chính là những ngự thần vệ kia. Tổ Mông nhìn Đông Lý Lang, một khắc sau, hai người đồng thời biến mất. Oanh! Một vùng không gian trong tinh không chợt nổ tung. Bên dưới, Đông Lý Chiến nhìn mấy người ngự thần vệ đã bị cường giả chiến điện và cường giả cầm búa kéo chân. Ngự thần vệ đang chiếm ưu thế, nhưng cũng không lớn lắm. Đông Lý Chiến thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn về phía thần ngôn sư, thần đình vũ trụ này vẫn còn lá bài tẩy ư. Lúc này, không gian sau lưng thần ngôn sư đột nhiên nứt ra, một uy thế đáng sợ tuôn ra từ bên trong. Thấy cảnh này, Đông Lý Chiến xa sầm mặt. Thần đình vũ trụ vẫn còn bài tẩy. Một người đàn ông trung niên chậm rãi cưỡi ngựa bước ra, người đàn ông mặc chiến giáp màu vàng sậm, chiến giáp bóng loáng như gương, tản ra ánh sáng kỳ lạ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Còn ngựa bên dưới gã ta cũng không phải ngựa bình thường,
ngựa có hai đuổi, đầu có sừng, dài như lưỡi dao sắc bén. Nó có dáng người khổng lồ, lớn gấp mấy lần ngựa bình thường, toàn thân đen nhánh, bốn chân có ngọn lửa hừng hực. Quan trọng là con ngựa này có cảnh giới thiên vị cảnh. Chiến thú. Yêu thú mạnh mẽ mà thần đình vũ trụ đặc biệt đào tạo. Còn người đàn ông trung niên chính là Lý Đạo Nhiêm, đoàn trưởng thánh điện kỵ sĩ đoàn của thần đình vũ trụ. Cũng là một cường giả phàm cảnh. Sau khi Lý Đạo Nhiêm xuất hiện, một đám kỵ binh cũng theo sau. Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Kỵ binh do thần đình vũ trụ đào tạo. Khoảng hơn 1.200 người. Tất cả đều là cường giả thiên vị cảnh đỉnh cao, mà hơi thở của bọn họ lại mạnh hơn ngự thần vệ của bất tử đế tộc. Lúc này, thần ngôn sư bên dưới đột nhiên nói, giết chết linh tổ kia trước đi. Linh tổ. Linh tổ khiến những ngôn sư là bọn họ trở nên vô dụng, nhất định phải chết. Thật ra trong thần đình vũ trụ, ngoài những người bảo vệ quy luật vũ trụ, thực lực của ngôn điện là vô cùng đáng sợ, không hề thua kém thánh điện kỵ sĩ đoàn này. Nhưng bọn họ lại bị kiềm chế. Bị linh tổ này kiềm chết. Nếu không vì linh tổ, thần đình vũ trụ hoàn toàn không cần bại lộ nhiều lá bài tẩy như thế cũng có thể tiêu diệt bất tử đế tộc. Trong tinh không, Lý Đạo Nhiêm nhìn về phía nhóc màu trắng, sau đó, gã ta chỉ vào nhóc màu trắng, giết. Gã ta vừa dứt lời, hơn 1.200 người phía sau lập tức bay xuống từ trong tinh không. Hành động của bọn họ khiến tinh không trở nên hư ảo, vô cùng đáng sợ. Bên dưới, nhóc màu trắng cũng hơi hoảng hốt, nhóc chớp mắt, không hiểu tại sao những người này muốn đến đánh mình. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hét to, bọn họ muốn cướp kẹo hồ lô của ngươi đấy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, thần ngôn sư thoáng ngơ ngác, cướp kẹo hồ lô. Cái quái gì vậy? Bên dưới, lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, nhóc màu trắng hơi ngây người, sau đó nổi giận. Đánh nhau thì đánh nhau, còn cướp kẹo hồ lô, thế có khác nào chơi xấu đâu. Muốn cướp kẹo hồ lô của mình. Mình có thể nhịn được ư? Nhóc màu trắng vội vàng giấu kẹo hồ lô, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, nhóc nhanh chóng tìm kiếm trong nhẫn chứa đồ, cũng không biết đang tìm cái gì. Chẳng mấy chốc, nhóc màu trắng đã móc ra một cái hộp. Mà lúc này đây, đám thánh điện kỵ sĩ đoàn đã vọt đến trên đỉnh đầu của nhóc. Nhóc màu trắng liền mở hộp ra. Một luồng sức mạnh to lớn chợt bộc phát từ trong chiếc hộp kia, đám thánh điện kỵ sĩ đoàn liền bị luồng sức mạnh này chặn đứng lại. Khi thánh điện kỵ sĩ đoàn này tấn công, tốc độ và sức mạnh của họ khủng bố đến nhường nào. Vậy mà lúc này họ lại bị nguồn sức mạnh này chặn ngang lại. Trong tinh không, thần ngôn sư cũng tràn ngập vẻ khó tin, ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu đen kia, mà lúc này, trong hộp có một bóng đen chậm rãi chui ra, dần ra. Bóng đen ngưng tụ lại thành hình, một cô bé xuất hiện trước mặt nhóc màu trắng. Trên đầu bé mọc hai cái sừng, phía sau còn có đuôi dài. Sau khi cô bé xuất hiện, nhóc màu trắng lập tức lấy một sâu kẹo hồ lô ra đưa tới trước mặt bé. Cô bé liếm liếm, rồi ngẩng đầu lên nhìn đám thánh điện kỵ sĩ đoàn, trong mắt bé ánh lên một tia lệ khí, một khắc sau, cô bé liền phóng lên trời. Trên không. Thống lĩnh Lý Đạo Nhiêm của thánh điện kỵ sĩ đoàn bỗng đáp xuống, hô trường thương đâm về phía cô bé kia. Nhưng cô bé không thèm quan tâm đến thanh thương, chỉ tung một quyền ra. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lý Đại Nhiệm bị ép dùng, một khắc sau, trường thương trong tay gã ta liền gãy vỡ, mà bản thân gã cũng bị đánh bay ra xa. Vậy mà cô bé lại không hề hấn gì, cũng chẳng lùi lại dù chỉ một bước. Thấy cảnh này, vô số cường giả thần đình vũ trụ có mặt ở đây đều thấy chấn động. Sức mạnh gì thế này? Thần ngôn sư nhìn chằm chằm vào cô bé, thứ này mọc từ đâu ra vậy? Đúng lúc này, Lý Đạo Nhiêm đột nhiên nói, tấn công. Vừa dứt lời, thánh điện kỵ sĩ đoàn bên cạnh gã ta liền bổ nhào về phía cô bé nọ. Rõ ràng là chúng muốn đánh hội đồng. Thấy đám kỵ sĩ đoàn vọt tới, cô bé nhếch môi thành nụ cười dữ tợn. Rồi đột nhiên gầm lên. Một tiếng gầm của bé đã đánh nứt toàn bộ tinh không nơi đây. Mà đám thánh điện kỵ sĩ đoàn kia cũng chợt dừng lại, không phải bọn họ muốn dừng, mà là những chiến thú dưới thân họ không chịu bước tiếp nữa, tất cả chiến thú đều chậm chạp quỳ gối xuống,
thân thể run lẩy bẩy. Áp chế huyết mạch. Nhìn thấy cảnh này, thánh điện kỵ sĩ đoàn đều ngớ người ra. Những chiến thú này đều là được thần đình vũ trụ cẩn thận nuôi nấng, huyết mạch tự thân chúng nó đã cực kỳ không đơn giản, có thể nói cho dù là một vài thần thú đến đây cũng không thể áp chế huyết mạch của chúng nó được, hơn nữa chúng nó cũng đều là thiên vị cảnh đỉnh cao. Mà bây giờ, tất cả chiến thú lại bỗng bị áp chế. Đến cả thần ngôn sư cũng mờ mịt. Ông ta nhìn chòng chọc vào cô bé, rốt cuộc lai lịch của cô bé này là gì? Mà lúc này, Mộ Niệm Niệm đã dừng lại, tất cả ngôn sư của ngôn điện đã bị nàng chém giết sạch. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, thiên đạo kia không đánh lại thần ngôn sư, thật ra nàng ta cũng chỉ đánh cho có mà thôi, dù sao nàng cũng sẽ không kết thành tử thù với thần đình vũ trụ, sở dĩ chịu đánh là vì muốn nể mặt linh tổ mà thôi. Nhưng Mộ Niệm Niệm lại không ngại kết tử thù với thần đình vũ trụ, bỗng, nàng biến mất ngay tại chỗ. Một tia kiếm quang chém thẳng đến thần ngôn sư. Mà lúc này, Lý Đạo Nhiêm đột nhiên xuất hiện trước mặt thần ngôn sư, trong tay gã ta lại xuất hiện một thanh trường thương, thế là gã ta lại đâm ra một chiêu. Kiếm quang cũng thương mang va chạm với nhau. Lý Đạo Nhiêm quay đầu liếc nhìn thần ngôn sư, đừng giữ sức nữa. Nói rồi, gã ta bay thẳng đến chỗ Mộ Niệm Niệm. Thần ngôn sư nhìn chiến cuộc hiện tại, lúc này đây, trận chiến vẫn đang trong thế giằng co, nhưng thế cuộc đang theo hướng ngày càng bất lợi cho bọn họ. Bởi vì có thêm linh tổ cùng cô bé kia gia nhập. Nhóc màu trắng vừa xuất hiện đã khiến toàn quân ngôn sư của họ bị diệt, còn cô bé kia thì phế bỏ một nửa thánh điện kỵ sĩ đoàn rồi. Kỵ sĩ không có thú cưỡi, sao còn được tính là kỵ sĩ? Mà Ma Y cùng Mục Tiểu Đao cũng bị Đông Lý Tịnh và Đồ Kềm Chân lại. Bốn người này không thể phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn được. Thần ngôn sư chậm rãi nhắm hai mắt lại, ông ta biết, muốn kết thúc trận chiến này, không thể chỉ dựa vào quân số đang có mặt ở đây. Thứ khó đối phó nhất chính là linh tổ cùng cô gái nhỏ kia. Chỉ cần giải quyết hai đứa nhóc này, không, chỉ cần kềm chân được chúng, bọn họ sẽ có thể giành được chiến thắng. Bởi vì hiện tại thần đình vũ trụ nhiều hơn bên kia 1.200 thánh điện kỵ sĩ đoàn. Nếu 1.200 thánh điện kỵ sĩ đoàn này gia nhập vào cuộc chiến, họ có thể nghiền ép được tất cả, bao gồm cả ngự thần vệ tinh nhuệ nhất của bất tử đế tộc. Phải biết, ngự thần vệ bây giờ đã bị người của chiến điện cùng nhóm cường giả cầm bùa ngáng đường. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là linh tổ và cô bé trước mắt này. Nghĩ đến đây. Thần ngôn sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong trời sao, hai mắt ông ta chậm rãi khép lại, trong miệng thì thầm không ngớt. Ông ta không đọc thần chú, mà như là đang triệu hoán thứ gì đó. Thấy cảnh này, nhóc màu trắng mở to mắt nhìn, nó chỉ vào thần ngôn sư rồi lại nhìn về phía cô bé. Cô bé liếm liếm kẹo hồ lô rồi nói, chắc là định đầu hàng. Nhóc màu trắng. Đúng lúc này. Vùng không gian trên đỉnh đầu cô bé đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một cái gương khổng lồ chậm rãi xuất hiện, nương theo sự xuất hiện của nó, tinh vực vô tận xung quanh chợt rung lên, ngay sau đó, bạt ngàn tinh thần chi lực đột nhiên hội tụ về phía cái gương này. Kính thần chiếu. Đây là một chí bảo của thần đình. Trong tinh không vô tận, vô số tinh thần chi lực không ngừng lao về phía kính thần chiếu, không chỉ giới hạn ở trong tinh vực này. Mà tinh thần chi lực của các tinh vực khác cũng đang ồ ạt kéo đến. Ở phía dưới, cô bé nhìn kính thần chiếu kia với vẻ không quan tâm lắm, chỉ tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nhóc màu trắng cũng đang ăn kẹo, nhưng ánh nhìn của nó với kính thần chiếu có chút sai sai. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một sâu kẹo hồ lô lớn vậy. Đúng lúc này, kính thần chiếu bỗng bùng lên một cột sáng ánh sao dài đến mấy nghìn trượng, cột sáng dọi thẳng xuống phía dưới. Mục tiêu của nó chính là cô bé cùng nhóc màu trắng. Cô bé ngậm kẹo vào trong miệng, tay phải chậm rãi siết chặt lại, lúc đang định ra tay thì nhóc màu trắng bên cạnh bỗng ngăn bé lại, sau đó chỉ vào bản thân mình. Ý là lần này để nhóc tiếp chiêu. Cô bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dưới ánh nhìn của mọi người, nhóc màu trắng đột nhiên bay lên, nhóc nhìn cột sáng ánh sang đang soi xuống kia, trong mắt không hề có sự sợ hãi. Mà ngược lại hình như còn rất hưng phấn. Nhóc và cô bé kia thật ra không phải là bản thể, chỉ là một phân thân mà thôi, mà đã là phân thân thì phải tiêu hao năng lượng.
muốn chơi lâu một chút thì phải nạp thêm năng lượng. Thường thì nhóc sẽ không chủ động đi hấp thu năng lượng linh tinh, vì có thể nhóc sẽ phá hỏng cân bằng vũ trụ. Nhóc hút một cái, có thể sẽ hút sạch linh khí của cả một vùng vũ trụ mất. Như vậy sẽ giết chết rất nhiều sinh linh. Nhưng hiện tại, năng lượng chủ động dâng đến bên miệng, nhóc sẽ không từ chối. Trong ánh mắt của mọi người, nhóc màu trắng đột nhiên bay lên, lao thẳng vào trong cột sáng ánh sao kia. Tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc, dưới sự chứng kiến của mọi người, cột sáng kia dần dần biến mất. Sau đó là nhóc màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lúc này đây, hình hài của nhóc đã được củng cố thêm rất nhiều. Hấp thu sạch. Đám người thần ngôn sư ngớ ra. Năng lượng mạnh mẽ đến vậy mà bị hấp thu dễ như thế. Như nghĩ đến điều gì đó, thần ngôn sư đột nhiên biến sắc. Ông ta không biết quá nhiều về linh tổ, bởi vì thần đình vũ trụ không có. Mà bây giờ xem ra, linh tổ này chắc chắn là miễn dịch được hết tất cả năng lượng. Không chỉ miễn dịch, mà còn có thể hấp thu. Nhưng còn chưa kết thúc, lúc này, nhóc màu trắng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương, móng nhỏ của nhóc vẫy vẫy một cái, trước ánh mắt mọi người, chiếc gương kia hơi run rẩy. Sau đó lập tức hóa thành một luồng sáng bay đến trước mặt nhóc màu trắng. Nhóc màu trắng liền cầm lấy kính thần chiếu bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó nhóc lén lút nhìn ráo rác bốn phía, khi thấy ai cũng đang nhìn mình, nhóc do dự một chốc rồi sau đó đưa tay che hai mắt lại, tỏ vẻ mình rất ngại. Mọi người! Lúc này, nhóc màu trắng lại nhìn thần ngôn sư ở phía xa xa, nhóc lấy kính thần chiếu ra giơ lên rồi nhếch miệng cười, tựa như đang cảm ơn vậy. Thần ngôn sư tức suýt nữa hộc máu. Mà chết tâm nhất là vẻ mặt của đứa nhóc kia không hề có ý gì là chế giễu, mà là đang thật sự cảm ơn. Lúc này, 1200 thánh điện kỵ sĩ đoàn như vừa tiếp nhận được mệnh lệnh gì đó, bọn họ bay thẳng về phía Diệp Huyên ở dưới. Nhóm Diệp Huyên bấy giờ đang ác chiến với đoàn cường giả bí ẩn cầm lưỡi hái, nếu thánh điện kỵ sĩ đoàn này đột nhiên gia nhập vào, bọn họ chắc chắn không đỡ nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, lui lại. Nói rồi, hắn dẫn theo hơn 100 người lùi ra phía sau cô bé và Tiểu Bạch. Cô bé nhìn Diệp Huyên một lát, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên móc ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho bé, huynh đệ tốt, cho nè. Cô bé trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, đều là người một nhà cả, làm mấy chuyện này để làm gì. Nói rồi, cô bé không chút biến sắc nhận lấy sâu kẹo hồ lô. Diệp Huyên. Mà lúc này, đám thánh điện kỵ sĩ đoàn đã vọt tới. Diệp Huyên khẽ kéo góc áo của cô bé, đánh thắng được không? Cô bé lắc đầu. Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi. Cô bé đột nhiên ngậm kẹo hồ lô trong miệng, bạch, ta ngăn cản chúng lại, gọi người đi. Vừa dứt lời, cô bé thả người nhảy lên, xông thẳng ra ngoài. Cô bé tựa như một quả bom vậy. Trong nháy mắt lao ra đó, hơn 10 thánh địa kỵ sĩ lập tức bị chấn nát. Sức mạnh của cô bé thật sự quá kinh khủng. Gọi người. Diệp Huyên nhìn về phía nhóc màu trắng trừng mắt nhìn, sau đó nhóc chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu hô móng nhỏ lên. Thấy cảnh này, sắc mặt thần ngôn sư bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ông ta vội vàng gào lên, mau cản nó lại, đừng để nó gọi người. Ông ta biết chứ. Đứa nhóc này mà gọi người thì chắc chắn không phải là người bình thường. Theo lời của thần ngôn sư, một vài cường giả xung quanh liền bay vọt đến phía nhóc màu trắng. Diệp Huyên dẫn hơn 100 thiên tài yêu nghiệt của bất tử tộc chạy theo ra ngoài. Nhất định phải kéo dài thêm thời gian cho đứa nhóc này. Hắn biết rõ thực lực tổng hợp của bất tử đế tộc vẫn không thể sánh được với thần đình vũ trụ, hiện tại nhất định phải mượn lực từ cô bé cùng nhóc màu trắng này. Nếu không tình cảnh của bất tử đế tộc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, nhóc màu trắng đột nhiên lẩm nhẩm gì đó. Không phải tiếng người. Là thú ngữ. Phía xa xa, sắc mặt thần ngôn sư đột nhiên trở nên dữ tợn, ông ta nhắm hai mắt lại, trong miệng đọc một ít thần chú cổ xưa, dần dần, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một hố đen không gian thần bí. Không biết hố đen đó liên thông đến nơi nào mà từ đó lại có một khí tức vô cùng mạnh mẽ chậm rãi tràn ra. Ông ta đang gọi người. Hai bên đều gọi người. Hiện tại, hơn thua đều dựa vào viện binh. Trong tinh không,
trận chiến đang ngày càng kịch liệt và tàn khốc. Huyết kỵ bất tử của bất tử đế tộc chỉ còn lại không đến 600 người, mà kẻ thù của họ kỵ binh của Vương Triều Đại Hành cũng chỉ còn lại không đến 20.000 người. Kỵ binh hai bên vẫn đang điên cuồng lao vào nhau. Không có ai chọn lùi bước, mà cũng không dám lùi. Kỵ binh đã tấn công, hơn thua ở khí thế. Ai lùi thì kẻ đó chết. Chẳng mấy chốc, hai bên đã bắt đầu một vòng tấn công lại. Mà phía dưới, đạo binh của bất tử đế tộc đang vật lộn với đại quân của Vương Triều Đại Hành. Chiến trường nơi đây vẫn còn tốt, bởi vì bên phía bất tử đế tộc không chỉ có đạo binh mà còn có cường giả ở thất duy, bát duy và cả thập giới. Có thể nói ở bên này, bất tử đế tộc đang chiếm lợi thế hơn hẳn Vương Triều Đại Hành. Mà 200.000 đại quân Vương Triều Đại Hành khi trước nay chỉ còn lại không tới 100.000. Ở một bên khác, kim giáp vệ của Vương Triều Đại Hành cũng bị mấy con yêu thú của Diệp Huyên kéo chân. Tuy thực lực của kim giáp vệ mạnh mẽ, nhưng lại không làm gì được đám yêu thú này, tuy vẻ ngoài của đám yêu thú không đẹp đẽ là bao, nhưng thực lực thì miễn bàn, nhất là cơ thể của bọn chúng, thật sự là quá kinh khủng. Mà nhóm đánh kịch liệt nhất chính là quân tinh nhuệ của bất tử đế tộc cùng cường giả của thần đình vũ trụ. Ảnh tử vệ của bất tử đế tộc cùng ám điện là nhóm đánh nhau quỷ dị nhất, hai bên đều là sát thủ nên không chỉ đọ về thực lực, mà còn đọ về cả ám thuật. Trong tinh không, lúc hai bên đang giao đấu thỉnh thoảng sẽ có bóng đen lóe lên. Song phương đều có người ngã xuống, nhưng không ai biết người chết đi là ai, thậm chí còn không biết họ chết từ lúc nào. Mà cả hai bên đều chỉ biết một điều, đó là phải ngăn đối phương lại. Nếu không một khi sát thủ của họ gia nhập vào chiến trường phía dưới, chắc chắn sẽ đem lại tai họa khổng lồ cho phe còn lại. Ví như nếu kỵ binh bất tử tộc phối hợp với ảnh tử vệ, thì chắc chắn có thể dễ dàng hạ gục được toàn bộ kỵ binh đại hành. Sát thủ thuần thục đánh lén, mà ở chiến trường, đáng sợ nhất là bị người khác đánh lén. Bởi vậy, hai bên sát thủ đều đang nỗ lực hết mình để ngăn cản đối phương. Mà kịch liệt nhất còn có ngự thần vệ của bất tử đế tộc cùng với nhóm cường giả cầm búa và chiến điện. Ngự thần vệ là nhánh quân đội mạnh nhất của bất tử đế tộc, sức chiến đấu tất nhiên là rất khủng bố, mà cường giả chiến điện cũng cực kỳ mạnh mẽ, bởi thế, hai bên đánh nhau đến long trời lỡ đất, cũng vô cùng khốc liệt. Bởi vì cường giả song phương cho dù có mất tay hay cụt chân cũng đều điên cuồng lao vào đánh tiếp. Đúng nghĩa đánh đến chết mới thôi. Trong tinh không, Mục Thiên Nguyên Soái và Đông Lý Chiến đều không hề ra tay, bởi vì bạt ngàn quân đội của cả hai phe đều chỉ đang dựa vào sự chỉ huy của hai người bọn họ. Tất nhiên lúc này Mục Thiên Nguyên Soái đã khá mất kiên nhẫn rồi. Bởi vì lão dẫn đến đây 200.000 tinh nhuệ của Vương Triều Đại Hành, nhưng bây giờ chỉ còn lại không đến 100.000. Nhiều nhất nửa canh giờ nữa, những binh sĩ còn lại này cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Mà lão lại không có cách nào để điều động người hỗ trợ khác đến. Ban đầu lão hy vọng nhất vào Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của Thần Đình Vũ Trụ, chỉ cần đoàn kỵ sĩ này xuống dưới hỗ trợ sẽ lập tức cứu vãn được tình thế hiện tại. Nhưng chiến thú của họ lại bị cô bé kia áp chế huyết mạch. Sức chiến đấu của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn liền bị phế đi ít nhất 3 phần 10. Hơn nữa, Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn này còn bị cô bé nọ kềm chân lại hết. Thật ra đau đớn nhất phải là nhóm ngôn sư. Những ngôn sư này thật sự rất khủng bố. Chưa đến 1.000 người mà đã có thể chống lại mấy chục vạn đại quân. Thế mà lại bị linh tổ kia phế đi trong nháy mắt. Hiện tại Mục Thiên chỉ có thể ký gửi hy vọng vào người thần ngôn sư, hy vọng ông ta có thể gọi được một vài cường giả mạnh mẽ hơn đến. Nếu không thì chẳng bao lâu nữa, chiến trường sẽ phân thắng bại ngay thôi. Đúng lúc này, không gian phía sau thần ngôn sư đột nhiên rung lên, một khắc sau, một cô gái bước ra. Cô gái mặc bộ váy đơn giản, tóc dài buộc cao, sau lưng có đeo một thanh kiếm. Người bảo vệ vũ trụ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên đang chiến đấu ở phía dưới bỗng biến sắc. Lại một người bảo vệ vũ trụ nữa đến, hơn nữa còn là kiếm tu. Thoạt nhìn thôi cũng biết đây không phải hạng kiếm tu bình thường rồi. Trong nháy mắt cô gái bước ra đó, ánh mắt của nàng ta liền rơi vào người Diệp Huyên, một khắc sau, nàng đột nhiên bước ra trước một bước, vừa hạ chân xuống, một luồng kiếm quang đã hiện lên. Xoẹt! Một thanh kiếm lao thẳng đến đỉnh đầu Diệp Huyên.
Diệp Huyên không tránh không né, để mặc thanh kiếm kia đâm vào cơ thể mình. Ầm. Một năng lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Hấp thu. Sau khi hấp thu xong, Diệp Huyên cũng khẽ thở phào ở trong lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.